vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 14. Sự chú ý của Sở Trần đã hoàn toàn ở bên ngoài. Hắn tin rằng, kẻ ra tay lén lút kia, nếu như không thành công một lần, nhất định sẽ tìm kiếm cơ hội thứ hai. Quan sát một lúc và không tìm thấy gì, Tống Nhan vẫn phát ra âm thanh ú ớ. Sở Trần thì thào nói, có thể có người đang theo dõi chúng ta, sau khi anh thả em ra, em đừng nói lớn tiếng. Tống Nhan nhẹ gật đầu, Sở Trần buông tay, mặt Tống Nhan đỏ bừng, lưu manh. Sở Trần ngơ ngác nhìn Tống Nhan, hồi lâu, Sở Trần mắt liếc nhìn cửa hàng này một chút, thực sự sốc, hàng hóa trong cửa hàng được trưng bày theo hình thức tự phục vụ, hàng được đặt trong tủ kính trong suốt. Một số dài, một số ngắn, một số cái giống người, một số cái không giống người. Cái này, vậy mà, chỉ là vô tình mà. Hắn mang theo Tống Nhan, không ngờ lại bước vào một cửa hàng tự phục vụ dành cho người lớn. Trong cửa hàng, đột nhiên yên lặng, vì lúc nãy Sở Trần lôi kéo Tống Nhan, đồng thời che miệng cô, nên ở tư thế này, hai người rất thân thiết. Tựa như có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Đây là lần đầu tiên tới. Chà, gì, đến thì cũng đã đến, không bằng, đi dạo một vòng. Lan, sau một vài câu trò chuyện đơn giản, hai người bước ra khỏi cửa hàng với khuôn mặt đỏ bừng. Nhiều người qua đường nhìn thấy hai người bước ra khỏi cửa hàng, khi nhìn thấy Tống Nhan, họ không khỏi nán lại một lúc. Nhìn vào Sở Trần, mang theo ánh mắt đầy ghen tị cùng ao ước. Sở Trần cùng Tống Nhan đi dạo một vòng, cũng không phát hiện người khả nghi, liền đem Tống Nhan bắt xe về nhà. Một ngày này, lực ảnh hưởng của bài giảng dạy của Sở Trần trong Tinh Anh Quyền Quán đã lên men. Các phương tiện truyền thông lớn, các diễn đàn, tạp chí của Thiền Thành đều tập trung vào những gì đã xảy ra trong Tinh Anh Quyền Quán ngày hôm nay. Bắt mắt nhất dĩ nhiên là sự kiện Sở Trần đánh bại hai vị tông sư. Trong toàn bộ quyền giới Thiền Thành, số lượng tông sư không nhiều, mà hầu hết bọn họ đều ở độ tuổi 4050, thành danh quá lâu. Kẻ giống như Sở Trần, một tiếng hót làm kinh người, một trận chiến liền phong thần, trong lịch sử của Thiền Thành chưa từng xuất hiện. Đêm đó, một vị tông sư lâu năm ở Thiền Thành đã đăng trên Weibo, khen ngợi màn trình diễn của Sở Trần trong Tinh Anh Quyền Quán ngày hôm nay, đồng thời tuyên bố rằng Sở Trần sẽ gia nhập vào Liên minh Tông sư Cửu Thành. Ngay khi Sở Trần trở về, Tống Thu không kịp chờ đợi, nhanh chóng thông báo tin tức cho Sở Trần. Vẻ mặt của Tống Thu vô cùng phấn khích, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Sở Trần, Tống Thu sững sờ, anh rể, tại sao anh không có chút kích động nào vậy? Sao anh lại kích động? Sở Trần nói, cái gì mà Liên minh Tông sư Cửu Thành, ta không có hứng thú. Tống Thu trợn to mắt, hồi lâu, Tống Thu nói, liên minh này là liên minh do các vị tông sư của chín thành thành lập, bao gồm cả Thiền Thành trong đây, còn có cả Dương Thành. Nhìn thấy Sở Trần không có hứng thú, Tống Thu vội vàng nói, anh rể, chắc anh nghe chưa rõ, em đang nói đến là liên minh tông sư, không phải là liên minh quyền sư. Chỉ khi bước vào cấp bậc tông sư, mới có tư cách gia nhập. Trong toàn bộ tỉnh Quảng Đông, liên minh tông sư Cửu Thành có số lượng lớn nhất, cũng là thế lực mạnh nhất. Sở Trần đi qua, cha, Tống Thiên Dương đang pha trà. Tiểu Thu, loại tổ chức kia, trừ khi Sở Trần muốn đi vào, còn không, không ai khác có thể quyết định. Tống Nhan nói, cái liên minh tông sư Cửu Thành này, không cần hỏi ý kiến của Sở Trần, đã tự thông báo rằng Sở Trần gia nhập vào liên minh tông sư Cửu Thành, với tính cách Sở Trần, làm sao anh ấy có thể đồng ý. Tống Thu sửng sốt, trong suy nghĩ của hắn, Liên minh Tông sư Cửu Thành chính là Liên minh Tông sư mạnh nhất toàn tỉnh Quảng Đông, Sở Trần có thể tiến vào, mà còn ở độ tuổi như vậy, có thể nói là đã lập kỷ lục, hào quang thế này, dường như không có lý do gì để từ chối. Sau khi vị Tông sư kia đăng lên Weibo, hầu như tất cả mọi người trong giới quyền sư đều đã khẳng định, Sở Trần chính là thành viên của Liên minh Tông sư Cửu Thành. Tống Thiên Dương rót một tách trà cho Sở Trần. Vẻ mặt vẫn không giấu được vẻ vui mừng. Mặc dù hôm nay ông không trực tiếp đến Tinh Anh Quyền Quán, nhưng ông vẫn luôn chú ý đến toàn bộ quá trình. Hôm nay, thanh danh của Sở Trần lại lên cao trở lại. Đây là một chiến thắng nữa của Tống gia trong ván đấu giữa hai nhà Tống Hoàng. Dưới sự áp chế của Ninh gia, đối với Hoàng gia mà nói, e rằng không kiên trì được bao lâu, chẳng mấy chốc xuất hiện thủy triều. Cha, sau khi đám người nhà chú hai rời khỏi Thiền Thành, cha có phái người đi điều ra tin tức của bọn họ không? Sở Trần đột nhiên hỏi. Tống Nhan nghĩ đến con bọ cạp độc xuất hiện kỳ lạ trong phòng vệ sinh của nhà hàng vừa rồi, sắc mặt hơi thay đổi, cô liền đoán được ý của Sở Trần. Tống Thiên Dương cầm tách trà dừng lại một chút, sau đó khẽ thở dài,
chú hai bị đuổi ra khỏi nhà là vì muốn ám hại Tiểu Thu, đồng thời lại làm ra chuyện để vùi Tống gia chôn cùng. Bọn hắn một nhà bị ép rời đi Thiền Thành như vậy, khẳng định sẽ không có cam lòng, cho nên, ta đã phái người âm thầm theo đuôi, thế nhưng, khi đến vùng đất Kiềm Bắc, bọn hắn lại đột nhiên mất đi tung tích. Anh rể, sao anh lại đột nhiên hỏi chuyện này? Tông Thu cũng tò mò ngồi xuống. Nếu ta đoán không lầm, bọn họ sắp trả thù. Sở Trần liếc mắt nhìn Tống Nhan nói. Tống Thiên Dương sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhìn chằm chằm Sở Trần, bọn họ đã trở lại. Không nhất định là bọn họ đích thân trở về. Sở Trần nói xong liền nói vụ việc con bọ cạp độc xuất hiện trong nhà hàng. Đó là thủ đoạn mà Tống Khánh Hạc học được từ Hắc Phu Nhất Phái. Sở Trần nói, chờ chút nữa Tiểu Thu trở về với con một chuyến, con sẽ cho mỗi người một túi thơm, mang theo bên mình, độc dược của chúng sẽ không dám lại gần. Mấy ngày này, tốt nhất là hạn chế đi ra ngoài. Sau cuộc gặp gỡ ở khách sạn quốc tế Hoa Đằng, Sở Trần dường như đã trở thành trụ cột của Tống gia. Dù sao, Ninh gia và những gia tộc khác, đều là vì Sở Trần mới liên hợp với Tống gia. Sự thật cũng đã chứng minh, vị cô gia này có khả năng làm cho Tống gia trở nên mạnh hơn. Cha phái mấy người ra ngoài tìm hiểu tin tức, nếu bọn họ thật sự trở lại, nhất định sẽ lộ ra manh mối. Sở Trần trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang, chỉ cần tìm được bọn họ, còn có thể làm cho bọn lăn về Kiềm Bắc. Kẻ trốn trong bóng tối hôm nay tấn công Tống Nhan, điều này không nghi ngờ gì nữa. Đã chạm vào ranh giới cuối cùng của Sở Trần. Mà đúng rồi, chuyện này, tạm thời giấu không cho lão gia tử biết đi. Sở Trần nói thêm, Tống Thiên Dương gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng, đồng thời liếc mắt nhìn Sở Trần. Tống gia, vậy mà có thể khiến một người trẻ tuổi tài cao như Sở Trần, ở rể. Tống gia đã tích lũy bao nhiêu đời mới có được phúc khí như vậy. Nếu không có sự xuất hiện của Sở Trần, Tống gia 5 năm trước đã phá sản. Chưa kể. Hôm nay còn có thể đối đầu với hoàng gia. Ta sẽ phái người điều tra, nếu như cả nhà bọn họ trở về Thiền Thành, ta nhất định sẽ tìm được. Tống Thiên Dương vẻ mặt nghiêm túc, dù sao, ông ta biết rõ, nếu gia đình Tống Mục Dương thực sự quay trở lại, trong lòng bọn họ rất có thể vẫn còn ôm hận, sự trả thù của bọn họ rất có thể là giết người. Sau khi uống một vài tách trà và thảo luận về cách đề phòng khả năng bị trả thù, Sở Trần và Tống Nhan quay trở lại căn phòng của biệt thự nhỏ. Đưa túi thơm cho Tống Thu mang đi. Sở Trần ngồi ở trên sofa, ngẩng đầu lên, thật mệt mỏi, bà xã, xoa xoa vai giúp ta. Tống Nhan vô ý thức muốn mở miệng từ chối, nhưng mà, nghĩ đến vừa rồi Sở Trần cùng cha hắn thảo luận về sự việc xảy ra ngày hôm nay, Tống Nhan do dự một lúc, sau đó bước đến, nhẹ nhàng ấn vào bả vai Sở Trần, niềm hạnh phúc bất ngờ này khiến cho đôi mắt của Sở Trần đột nhiên mở to. Sau đó, chưa kịp chậm rãi hưởng thụ, di động của Sở Trần đã vang lên. Tống Nhan cũng vô ý thức dừng động tác lại. Sở Trần sắc mặt tối sầm, lấy điện thoại di động ra, lại còn là một số lạ gọi đến. Sở Trần do dự một chút, liền trực tiếp cúp điện thoại. Khục, Sở Trần lại nằm xuống, ngẩng đầu lên, ra hiệu cho Tống Nhan. Tống Nhan không chút do dự, đặt cả hai tay lên vai Sở Trần. Sở Trần vui vẻ nhắm mắt lại, con đường dài để chinh phục vợ của hắn đã có một bước tiến dài. Không đến một phút, em vẫn là của anh, của anh, của anh, của anh. Di động của Sở Trần lại vang lên. Hai tay đặt trên vai hắn lại dừng lại. Lúc này Tống Nhan mới bước đi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Có lẽ có chuyện quan trọng, mới cần tìm anh. Vẫn là dãy số điện thoại xa lạ. Sở Trần mặt đen trả lời điện thoại. Có phải là Sở Trần không? Một giọng nói trầm vang lên từ đầu bên kia điện thoại, ẩn chứa vài phần kiêu ngạo. Sở Trần đối với giọng nói này không có ấn tượng gì, suy nghĩ một hồi nói, không phải. Đầu dây bên kia điện thoại im lặng, hồi lâu, giọng nói lại vang lên, tôi là vệ thu căn tới từ Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, nhờ cậu chuyển lời với Sở Trần rằng Liên Minh sẽ tổ chức lễ nhập môn cho anh ấy vào lúc 8 giờ tối thứ 6 tuần này tại khách sạn President Dương Thành. Đối phương dường như rất chắc chắn, đây là số điện thoại của Sở Trần, nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Sở Trần sững sờ. Nghe âm báo bận từ điện thoại truyền đến, tất cả những người trong Liên Minh Tông Sư Cửu Thành đều có cảm giác ưu việt như vậy sao? Phương thức thông báo này, có thể khiến Sở Trần vui vẻ gia nhập Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Thật là nhàm chán, Sở Trần ném điện thoại qua một bên, trong lòng lửa giận ngùn ngụt. Vốn dĩ còn có thể thưởng thức kỹ thuật xoa bóp của vợ mình, nhưng bây giờ có vẻ như Tống Nhan không còn hứng thú nữa. Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, Tống Nhan ngập ngừng hỏi. Đúng vậy. Còn nói tối thứ 6 làm lễ cái gì mà nhập môn cho ta?
Sở Trần tức giận nói, liên minh tông sư này, cảm thấy bản thân quá ưu việt đi. Tống Nhan suy tư một chút rồi nói, liên minh tông sư cửa thành, trong toàn tỉnh Quảng Đông, có thể nói là liên minh quyền sư xếp thứ nhất, những người tham gia trong đó đều ở cấp tông sư. Theo lý thuyết, hôm nay anh mặc dù liên tục đánh bại hai tông sư, nhưng cũng không đến nỗi, để người của liên minh tông sư này vội vàng tuyên bố anh là người của liên minh tông sư như vậy. Tống Nhan suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra, tìm Vi Vây Bua mà Tống Thu nói, người đầu tiên đăng thông báo là một tông sư đến từ Dương Thành tên là Vệ Thu Căn. Người vừa gọi điện hình như cũng là người này. Sở Trần nói, Tống Nhan ngay lập tức tìm kiếm tên của người này. Vệ Thu Căn, 53 tuổi, người sáng lập Uy Dương Quyền Quán Dương Thành, hiện tại quán chủ của Uy Dương Quyền Quán là con trai ông ta, Vệ Húc Dục. Vệ Thu Căn đã nhiều lần tham gia hội nghị trao đổi của các tông sư Dương Thành, hơn nữa còn là trong top 10 người quen của đại hội này. 3 năm trước, Vệ Thu Căn bắt đầu tham gia làm quản lý trong Liên minh Tông Sư Cửu Thành, là một trong những quản sự của Liên minh Tông Sư Cửu Thành. Vì vậy, nếu anh đăng ký tham gia Liên minh Tông Sư Cửu Thành, căn cứ vào chiến tích ngày hôm nay, Vệ Thu Căn quả thực có đủ tư cách để đồng ý cho anh gia nhập. Tống Nhan càng nhìn, lông mày của cô càng nhíu lại. Có phải anh đang nghĩ, càng ngày càng kỳ quái không? Đôi mắt Sở Trần hơi nheo lại, lấy thân phận của Vệ Thu Căn, nếu ông ta dùng tư cách trưởng bối dìu dắt tôi, mời anh tham gia Liên minh Tông Sư Cửu Thành, không có lý do đầu tiên lại tạo dư luận trên Vi Vây Bua, dùng thái độ cường ngạnh tuyên bố anh là thành viên của Liên minh Tông Sư Cửu Thành, sau đó lại đích thân gọi điện thoại, nhưng lại dùng giọng điệu cao cao tại thượng, xem ra là cố ý muốn chọc giận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Anh có thù oán gì với ông ta không? Tống Nhan không nhịn được hỏi. Sở Trần lắc đầu, anh còn chưa từng nghe nói qua người này. Vô duyên vô cớ bị nhắm tới. Sở Trần cũng có chút bối rối. Ông ta cố tình làm vậy để anh cảm thấy chán ghét Liên minh Tông Sư Cửu Thành. Sau đó, anh sẽ từ chối tham gia. Tống Nhan nói, hoặc là, ông ta nghĩ rằng anh chắc chắn sẽ tham gia Liên minh Tông Sư này, vì vậy hạ mã uy anh trước. Sở Trần suy nghĩ một chút, được rồi, ngày mai để Tiểu Bắc điều tra một chút về gia hỏa này. Cho dù đối phương có là tông sư lâu năm, nhưng mà thông tin có thể tìm được trên mạng vẫn là có hạn. Tống Nhan gật đầu, thế về buổi lễ nhập môn ngày thứ 6 đỏ, mặc kệ đi. Sở Trần không có hứng thú với Liên minh Tông Sư Cửu Thành. Mặc kệ đối phương có ý đồ gì, đối với Sở Trần mà nói, không thành vấn đề. Hơn nữa, tối nay ông ta cũng đã phá hủy, chuyện tốt, của Sở Trần hai lần, trong lòng Sở Trần đã ghi rõ khoản nợ này. Dương Thành, đại sảnh Diệp gia. Diệp Yên rót một tách trà cho người đàn ông trung niên ngồi đối diện, đồng thời nói, cứu cứu, cậu nói xem, tối thứ 6 này Sở Trần có tới không? Người đàn ông trung niên vuốt chòm râu dê rừng, nâng chung trà lên thưởng một hơi, cười híp mắt nói, nếu Sở Trần thật sự là một kẻ kiêu căng ngạo mạn, anh ta hôm nay sẽ tràn đầy lửa giận, vào tối thứ 6, ta sẽ mời các vị tông sư đức cao vọng trọng trong liên minh tông sư chờ hắn, nếu hắn không đến. Hắn sẽ trực tiếp đắc tội nhiều vị tiền bối tông sư đức cao vọng trọng như vậy, hắn sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung của giới quyền giới Quảng Đông. Còn nếu như hắn đến, ta đương nhiên sẽ chuẩn bị buổi lễ nhập môn vô cùng đặc sắc cho hắn ta. Đôi mắt Diệp Yên sáng lên, cô phấn khích nói như vậy, cho dù Sở Trần có đến hay không, hắn đều sẽ phải trả giá thật lớn. Người đàn ông trung niên là Vệ Thu Căn. Vệ Thu Căn mỉm cười gật đầu, dám bắt nạt Yên Nhi nhà chúng ta. Mới trả ngần ấy đại giới làm sao đủ. Dù gì thì hắn ta cũng chỉ là một thanh niên mới ngoài 20 tuổi, trừ khi không muốn có chỗ đứng trong quyền giới Quảng Đông, bằng không, anh ta nhất định sẽ phải cúi đầu trước mặt ta. Thế nhưng mà, ngay cả sư phụ cháu đều kiêng kỵ Sở Trần. Diệp Yên đột nhiên nghĩ đến điểm này, lo lắng nói, sau lưng Sở Trần, rất có thể là một thế lực cổ võ môn phái còn cường đại hơn cả Thanh Dương phái. Cường đại hơn nữa thì như thế nào? Vệ Thu Căn trấn an nói, trừ phi Sở Trần trở về môn phái kia của hắn, nếu không, hắn thân ở thế tục, liền phải dựa theo quy tắc thế tục để làm việc. Bởi vậy, cho dù thế lực sau lưng Sở Trần có lớn đến đâu cũng không thể đọ sức được với Liên minh Tông Sư Cửu Thành, có một số việc cần phải giải quyết bằng vũ lực, nhưng không phải cái gì cũng có thể giải quyết bằng vũ lực. Vệ Thu Căn vô cùng tự tin, tựa hồ đã nắm chắc Sở Trần. Diệp Yên bước tới, nắm lấy cánh tay của Vệ Thu Căn, cứu cứu. Vậy Yên Nhi sẽ chờ xem kịch vui. Vệ Thu Căn ha ha cười. Đối với ông ta, đó chỉ là chuyện nhỏ. Ngươi còn trẻ, tài năng bộc lộ, không biết nhường nhịn,
thật sự cần phải trải qua sự đánh đập của xã hội. Vệ Thu Căn vuốt râu, Sở Trần sẽ phải trả giá, nhưng mà đứa nhỏ hoàng gia đó, Vệ Thu Căn liếc nhìn Diệp Yên, cháu cũng không thể tiếp cận được nữa, dù sao Ninh gia đã phái Ninh Tử Châu đến Thiền Thành để đối phó với hoàng gia, loại thủ đoạn thô bạo như vậy, số phận của hoàng gia có thể tưởng tượng được. Nụ cười của Diệp Yên dừng lại một lúc, âm thầm sờ bụng dưới của mình, một lúc sau khéo léo gật đầu, cháu hiểu rồi, cứu cứu. Buổi sáng rực nắng, Sở Trần dậy sớm như thường lệ, đi dạo bên cạnh Hồ Tống. Trên Mai Hoa Thung, từ khi học kỳ lân bộ pháp, Tống Thu không bỏ lỡ một ngày nào. Dù mưa hay nắng, sau khi Sở Trần đi qua, Tống Thu vừa vặn mới hoàn thành xong phiên bản mới của Tinh Anh Thập Tam Quyền. Nhìn Sở Trần thân hình cao gầy đang đứng ở bên cạnh Hồ Tống, nhìn mặt hồ phẳng lặng, Tống Thu lúc này cảm giác như thất thần. Tống Thu dường như cảm thấy Sở Trần lúc này sắp hòa nhập với phiến thiên địa xung quanh Hồ Tống. Tống Thu nhịn không được nhìn chằm chằm. Đồng thời, cậu không khỏi nghĩ đến trận chiến trong Tinh Anh Quyền quán ngày hôm qua. Trước khi lớp học bắt đầu, anh rể còn nói kể cả đối phương có mời được tông sư. Kết quả là bên kia mời được một tông sư, nhưng nửa câu sau của anh rể là dù đối phương có mời được tông sư thì vẫn đánh như thường. Thực lực của anh rể hơn hẳn so với tông sư, đó là một độ cao mà Tống Thu không thể tưởng tượng được. Cạnh Hồ Tống, Sở Trần nhẹ nhàng tỉnh táo lại, vậy mà lại có đốn ngộ. Sở Trần lắc đầu, lần đốn ngộ này bình thường mà nói, diễn ra quá thường xuyên. Thời điểm chín đại sư tôn truyền thụ cho hắn các loại tuyệt học, mặc kệ là kỳ môn thuật hoặc là võ kỹ các loại, đều sẽ gặp bình cảnh. Cách tốt nhất để đột phá bình cảnh chính là đốn ngộ. Nhưng đại đa số các võ giả thiên tư bình thường, số lần đốn ngộ cực kỳ ít ỏi. Khi chín vị sư phụ nói chuyện, Sở Trần đều có thể đốn ngộ. Anh rể, Tống Thu đi tới, sốt sắng nhìn Sở Trần, em có một số cái chưa thể lý giải. Sở Trần liếc hắn một cái. Trước tiên cậu hãy biểu thị một lần xem. Có hai cách nhanh nhất để vượt qua bình cảnh, một là có đốn ngộ, hai là có danh sư chỉ điểm. Danh sư xuất cao đồ, tự thành đạo lý. Sau khi Sở Trần cho Tống Thu một số chỉ điểm, hắn trở về căn phòng nhỏ của biệt thự. Tống Nhan lúc này đã thức dậy, cô đang ngồi trên ghế sofa đọc tạp chí. Trở về, vừa rồi ba gọi điện thoại, kêu chúng ta đi qua. Tống Nhan nói, Sở Trần gật đầu, dùng tốc độ nhanh nhất để rửa mặt. Mặc một bộ quần áo khô vào, sau đó cùng Tống Nhan bước xuống lầu. Khi đến tòa biệt thự chính, vừa vào đại sảnh, Tống Thiên Dương lập tức đứng lên khi nhìn thấy Sở Trần, vẻ mặt khẩn trương. Ba, chuyện gì xảy ra vậy? Tống Nhan nhìn không được hỏi. Tống Thiên Dương hít sâu một hơi, có tin tức. Sở Trần đồng tử co rụt lại, bọn họ thật sự đã trở về. Chỉ có một mình Tống Khánh Hạc. Tống Khánh Hạc trịnh trọng nói, người của chúng ta phát hiện, Tống Khánh Hạc đã trở lại Thiền Thành. Thuê trọ của một gia đình tại nơi tương đối hẻo lánh, còn có một vài gương mặt xa lạ ở cùng nó. Trong đó chắc chắn có kẻ hôm qua đã ám toán Nhan Nhan. Đôi mắt Sở Trần lóe lên vẻ lạnh lùng, đây là muốn gậy ông đập lưng ông sao? Nghe vậy, vẻ mặt Tống Thiên Dương không khỏi biến ảo một chút. Sở Trần, ý của con là, cả nhà Tống Mục Dương bị đuổi ra khỏi nhà, bây giờ Tống Khánh Hạc rõ ràng là mang tâm tư trả thù trở về, nhưng ngày hôm qua ám toán thất bại, nếu là con... Con nhất định sẽ giấu giếm tung tích, tùy thờ hành động, chờ cơ hội tiếp theo sẽ ra tay. Nhưng mà, tối hôm qua chúng ta mới nói chuyện này, sáng nay hôm nay liền có tin tức về bọn họ, 9 phần 10 là hắn cố tình tiết lộ hành tung của mình. Sở Trần nói, vẻ mặt Tống Nhan biến đổi, liệu người của bọn họ có tập kích trong nhà trọ đó không? Vậy thì chúng ta phải làm sao? Tô Nguyệt không nhịn được hỏi, những người này thật điên rồ, bất cứ lúc nào cũng có thể làm những việc cực đoan khiến chúng ta tổn thương. Hiện giờ chúng ta đã phát hiện ra hành tung của chúng, không có lý do cái gì cũng không làm. Vạn nhất chúng lại biến mất, chúng ta càng thêm khó phòng bị. Sở Trần ngồi trên ghế sofa, ánh mắt của mọi người Tống gia đều nhìn vào Sở Trần. Tống gia ngày hôm nay, trụ cột đã là đứa con ở rể Sở Trần rồi. Anh rể, anh nghĩ thế nào? Tống Thu kích động, Trấn Thanh nói, Tống Khánh Hạc đáng là gì? Trước kia con từng có thể đánh anh ta tới 5 cái. Hiện tại càng không có vấn đề, cho dù anh ta có người trợ giúp, anh rể thậm chí ngay cả bậc tông sư đều có thể đối phó, vậy còn ngại cái gì? Thứ mà Tống Khánh Hạc cũng không phải công phu quyền cước bình thường. Sở Trần nói, kỳ môn thuật, thiên biến vạn hóa, khiến người ta khó mà phòng bị, ta ngược lại là có lòng tin xông vào đó, có điều, vừa rồi nói từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ là suy đoán của chúng ta, vạn nhất mục đích thực sự của Tống Khánh Hạc là điệu hổ ly sơn,
chúng ta chẳng phải là trúng kế. Mấy người lông mày dựng lên, bọn họ cảm thấy không thể làm gì được, bọn họ chỉ là những người bình thường, Tống gia, chỉ có Tống Thu biết một chút công phu quyền cước, nhưng căn bản không thể đối phó được với cao thủ kỳ môn chân chính. Xem ra chỉ có thể mời giúp đỡ. Sở Trần bưng lên một cái tách trà. Nghe vậy, Tống Thu mắt sáng lên. Đúng rồi, anh rể trong vòng một đêm liền có thể thống nhất 9 nhà thế lực, liên thủ đối phó với Hoàng gia. Vậy thì, anh nhất định có cách, mời người tới giúp đỡ cục diện này. Mời người nào? Tống Thu buột miệng hỏi, là người trong sư môn anh rể sao? Sở Trần lắc đầu, đặt chén trà trong tay xuống, mọi người tham mưu một chút đi, ví dụ như đây là Diệp Thiếu Hoàng. Tống Thu, mời Diệp Thiếu Hoàng tới giúp. Sở Trần cầm lên một tách trà khác, đây là Hoàng Ngọc Hằng. Đây là Triệu Tín Nhiên, hôm nay Tiểu Thu đã đánh gãy chân của Triệu Sơn, nếu Triệu gia có cơ hội, họ có thể sẽ hồi báo một chút. Ý của anh là, đem bọn hắn dẫn tới nơi này. Tống Nhan chỉ vào một tách trà tượng trưng cho nhà nghỉ của Tống Khánh Hạc đang ẩn náu. Đúng vậy, Sở Trần mỉm cười, ngoài những cái này ra, còn có tập đoàn Vinh Thị, vân vân, bọn họ đều hận ta đến tận xương tủy. Ánh mắt mấy người rơi vào trên người Sở Trần. Trong vòng chưa đầy một tháng, Sở Trần đã đắc tội bao nhiêu người. Bọn họ đều là thế lực lớn của Thiền Thành, nhưng hết lần này tới lần khác, đều chịu thua thiệt dưới tay Sở Trần. Nếu họ biết, tôi sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi tại nhà nghỉ này để ăn mừng việc gia nhập Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Sở Trần nói, nếu tin tức được truyền ra, chắc chắn một trong những gia đình này sẽ kiếm chuyện. Tống Nhan liếc mắt nhìn Sở Trần, ăn mừng việc gia nhập Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, tên ngốc Sở Trần này. Có lẽ còn đang muốn đưa liên minh này vào hố sâu. Tuy nhiên, làm sao để chúng ta làm cho họ biết được? Nếu chúng ta cố tình nói ra điều này, chỉ sợ bọn họ sẽ không tin. Tống Thiên Dương nói, hôm nay là thứ tư. Sở Trần suy nghĩ một chút, nhìn về phía Tống Thu, cậu đi tìm 3 hoặc 5 người mà cậu hoàn toàn có thể tin tưởng ở Tinh Anh quyền quán, không có vấn đề gì chứ. Tống Thu gật đầu, tối mai, tôi sẽ tới nơi này để ăn mừng việc gia nhập Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Đồng thời tôi sẽ mời một số người từ Tinh Anh quyền quán tham gia. Sở Trần nói, đêm nay, bọn họ đến quán Ba Thiên Hào để uống rượu, uống quá mấy chén, không cẩn thận nói ra việc này. Mắt Tống Thu sáng lên, cậu gật đầu ngay lập tức, em cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi vạch ra kế hoạch chi tiết, Tống Thu ngay lập tức lên đường đến Tinh Anh quyền quán. Can hệ trọng đại, cho dù Tống Thu đã cam đoan trước mặt Sở Trần, vỗ ngực hứa hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cậu cũng không dám xem nhẹ. Ăn sáng xong, Tống Nhan lái xe đi ra ngoài, tiến đến tòa nhà Kim Than. Sở Trần đang ngồi ở ghế lái phụ, khi xe chậm rãi đi qua quảng trường Kim Than City, qua cửa kính, Sở Trần nhìn thấy rất nhiều biểu ngữ trong quảng trường. Những tên thương gia xấu xa, hãy trả lại số tiền mồ hôi nước mắt của chúng tôi. Kim Than City, đậu hũ công trình. Toàn thể các chủ xí nghiệp của 21 tòa nhà đều đang lên án. Những tên con buôn xấu xa, lòng dạ hiểm độc, tổn hại tài sản nhân dân. Đây dường như đã trở thành một phần tuyệt đẹp của Kim Than City. Kim Than City, trung tâm thương mại phồn hoa nhất ở Thiền Thành. Nhưng bức tranh trước mặt chắc chắn có tác động rất lớn đến thành phố Cẩm Hà. Tôi nghe nói việc kinh doanh của nhiều cửa hàng ở Kim Than City đã bị ảnh hưởng rất nhiều, nhiều doanh nghiệp đã liên hợp lại với nhau, yêu cầu Hoàng gia phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Nếu không, bọn họ cũng sẽ rút khỏi quảng trường Kim Than để tránh thiệt hại lớn hơn. Tống Nhan hiển nhiên vẫn luôn chú ý đến tình hình ở Kim Than City, vừa lái xe vừa nói chuyện với Sở Trần về tình hình ở Kim Than City. Thiên phú kinh doanh của Tống Nhan, Sở Trần đã phát hiện ra từ cuộc nói chuyện giữa cô và Hạ Ngôn Hoan, lúc đó Hạ Ngôn Hoan cũng hết lời khen ngợi Tống Nhan. Từ lời nói của Tống Nhan, Sở Trần cũng cảm nhận được rõ ràng tình cảnh khó khăn hiện tại của Kim Than City. Điều này cũng đại biểu cho tình trạng khó khăn hiện tại của Hoàng gia. Lớn nhỏ chồng chất trên nhiều phương diện đủ để làm lung lay căn cơ sản nghiệp bất động sản Hoàng gia. Sở Trần cảm thán, thực lực của Thiên Nam Ninh gia quả thực vỏ cùng đáng sợ. Hoàng gia được biết đến là gia đình giàu có số một ở Thiền Thành, tuyệt không phải hư danh. Nhưng trong tình hình hiện tại, Hoàng gia đã bất lực, có nghĩa là Ninh gia đã chèn ép nền tảng của Hoàng gia đến xít sao, dựa vào những mối quan hệ của Hoàng gia ở Thiền Thành. Trước mặt Ninh gia, giờ đây không thể có bất kỳ tác dụng gì. Mà tất cả những gì Ninh gia làm, đều do vị Thiên Nam thập thiếu gia kia làm, thủ bút của Ninh Tử Châu. Sở Trần đột nhiên nghĩ, Ninh Tử Châu hình như bây giờ đang ở Thiền Thành, nói đến,
theo bối phận cậu ấy cũng là cháu anh, lần này lại không tiếc công sức giúp chúng ta nhiều như vậy, có thời gian, anh sẽ đi tìm cậu ấy uống chén trà. Tống Nhan gật đầu, lấy thân phận Ninh gia, có thể làm được những chuyện như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Dù sao Tống Nhan phân tích dưới góc độ đầu tư, khoản đầu tư này của Ninh gia là giết địch 1.000, tự hại 800. Nếu như không phải thực lực của Ninh gia vượt trội hơn nhiều so với Hoàng gia, thì không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đẩy Hoàng gia đến bước đường này. Sở Trần càng ý thức được việc này khi mình nhìn cảnh tượng qua cửa kính. Lại thêm việc Hoàng Ngọc Hằng bị phế hai chân, nếu như Hoàng gia có cơ hội đối phó mình, bọn họ nhất định không bỏ qua. Ví dụ như tối mai chẳng hạn, Sở Trần nhắm mắt nghỉ ngơi, căn nhà tại khu dân cư kia, tối mai rất có thể sẽ có người của Hoàng gia xuất hiện. Chiếc xe chậm chậm dừng trong bãi đậu xe của tòa nhà Kim Than. Sau khi Sở Trần xuống xe, hắn ngước nhìn lên tòa cao ốc này, đột nhiên cảm thấy lựa chọn tòa nhà Kim Than làm văn phòng của dược phẩm Bắc Trần dường như không phải là một lựa chọn sáng suốt. Xét cho cùng, tòa nhà Kim Than vào thời điểm đó là tòa nhà văn phòng thương mại thịnh vượng nhất trong toàn bộ Thiền Thành. Tuy nhiên, với làn sóng hỗn loạn này của Hoàng gia, giá trị của tòa nhà Kim Than trong giới thương mại Thiền Thành chắc chắn sẽ giảm mạnh. Ai, làn sóng này có chút quá hao tổn, đột nhiên có chút hy vọng Hoàng gia không suy giảm quá nhiều. Sở Trần cảm khái một tiếng. Tống Nhan yên lặng liếc nhìn anh. Nếu người Hoàng gia mà nghe thấy những lời này, bọn họ chắc hẳn sẽ tức giận đến nôn ra máu. Đây là được tiện nghi còn khoe mẽ. So với những đả kích mà Hoàng gia phải gánh chịu, một tầng văn phòng được thuê ở tòa nhà Kim Than chẳng đáng là gì cả. Nhắc mới nhớ, tòa nhà Kim Than vẫn còn chưa đưa ra lời giải thích nào về sự việc tạt sơn tung tóe trong bãi đậu xe lần trước. Sở Trần nói, Sở Trần cùng Tống Nhan xuất hiện tại tòa nhà Kim Than, thu hút rất nhiều sự chú ý. Đặc biệt là Sở Trần, có thể nói, hắn đã phá bỏ hình tượng ngốc nghếch của mình chỉ trong một đêm, bây giờ thì hắn đã trở thành một nhân vật truyền kỳ trong quyền giới Thiền Thành, đối với nhiều người mà nói, đây là kỳ tích. Nhìn bộ dáng này, không giống người có thể đánh bại tông sư. Vậy với bộ dáng này, lúc trước trông anh ta có giống một kẻ ngốc không? Mặc dù tòa nhà Kim Than quy tụ những cự đầu tới từ mọi tầng lớp ở Thiền Thành, nhưng lấy quan hệ của Sở Trần với Hoàng gia, sự xuất hiện của Sở Trần tại tòa nhà Kim Than, đây rõ ràng là không coi Hoàng gia ra gì. Tiếng bàn luận của nhiều người xôn xao vang lên. Sở Trần không quan tâm. Dược phẩm Bắc Trần đã lựa chọn văn phòng trụ sở ở đây từ trước, không thể vì cuộc chiến kinh doanh với Hoàng gia mà từ bỏ cái văn phòng này. Công bằng mà nói, xét về vị trí, không có nhiều nơi ở Thiền Thành tốt hơn tòa nhà Kim Than. Sở Trần càng không thể để Tống Nhan đến một mình. Đi thang máy lên tầng 21, so với thời điểm tới đây lần đầu, bố trí của tòa nhà văn phòng trên tầng này đã trải qua những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nơi này, mỗi một cái bàn y ớn hay ghế dựa đều do một tay tôi sắp xếp. Tống Nhan đưa Sở Trần đi vừa giới thiệu. Sở Trần từ đáy lòng tán thưởng, đi vào văn phòng của Tống Nhan, tra cứu các thông tin liên quan, dựa theo tiến trình này, sẽ mất nhiều nhất khoảng một tuần trước khi chính thức có thể đưa vào hoạt động. Cái này cũng không khó đâu. Tống Nhan xoa lông mày của mình, nói, bất quá, ngành công nghiệp dược phẩm Thiền Thành hầu như bị kiểm soát hoàn toàn bởi một vài thế lực gia đình như là Tiền Thị. Thị trường có thể nói là đang bị bão hòa, sẽ không dễ để dược phẩm Bắc Trần tùy tiện xông vào, muốn kiếm một chén canh, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Sản phẩm đầu tiên của dược phẩm Bắc Trần đã được quyết định chưa? Sở Trần hỏi, bởi vì thời gian của chúng ta đang quá gấp, cho nên không kịp thời chế tạo ra loại thuốc độc quyền của Bắc Trần. Tống Nhan nói, chúng ta sẽ giới thiệu một loại sản phẩm thuộc công ty của Hạ gia. Giọng điệu của Tống Nhan dừng lại một chút, khuôn mặt cô hơi đỏ lên một chút, sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Khục, Sở Trần bình tĩnh nói chuyện kinh doanh, đừng nghĩ lệch ra. Tống Nhan, có mà tên gốc ngươi mới nghĩ lệch, sản phẩm chăm sóc sức khỏe này đã được giới thiệu ở Dương Thành cùng với thị trường xung quanh, phản hồi từ thị trường cũng rất tốt, hơn nữa. Chúng ta đang bị thúc ép về thời gian, nếu loại thuốc có tác dụng nhanh này có thể được giới thiệu thành công tại thị trường Thiền Thành, tôi tin rằng nó sẽ giúp cho dược phẩm Bắc Trần có một chỗ đứng vững chắc tại thị trường thuốc Thiền Thành. Ánh mắt Tống Nhan lộ ra vẻ tự tin. Sở Trần mạnh mẽ gật đầu, nhìn Tống Nhan đầy ngưỡng mộ, bà xã à, anh cũng tin rằng khi dược phẩm Bắc Trần giao cho em, nhất định sẽ rất thịnh vượng, đúng rồi. Sở Trần dừng lại nhìn Tống Nhan, hỏi một cách thận trọng. Có gói dùng thử cho sản phẩm chăm sóc sức khỏe này không? Nghe vậy, Tống Nhan vô ý thức sửng sốt một chút. Hồi lâu, Tống Nhan sắc mặt tối sầm lại, anh cút đi.
Tống Nhan không muốn nói chuyện thêm với Sở Trần về chế dược Bắc Trần nữa. Cô sợ nếu không cẩn thận sẽ bị Sở Trần dẫn đường. Nam nhân cặn bã, Tống Nhan không biết tại sao cô lại đột nhiên có ý nghĩ như vậy, trừng mắt nhìn Sở Trần, đứng dậy đi ra khỏi văn phòng. Sở Trần sững sờ, hắn nhanh chóng đi ra ngoài, vội vàng giải thích, khi anh nói về gỏi dùng thử, ý anh là sản phẩm chăm sóc sức khỏe này có phản hồi tốt trên thị trường như vậy, chúng ta cần phải biết rõ về nó, đương nhiên, anh khẳng định mình không cần dùng nó, ngừng. Tống Nhan quay đầu lại trừng mắt nhìn Sở Trần, không cho phép nói. Sở Trần, bình thường thì Tống Nhan luôn nói rằng Sở Trần không có quan tâm đến chế dược Bắc Trần, nhưng hiếm khi hắn lại có hứng thú như ngày hôm nay, nhưng cô lại không cho phép hắn nói. Ôi, nữ nhân, Tống Nhan quay trở lại bận rộn với công việc kinh doanh của mình. Sở Trần cảm thấy nhàm chán, liền đi loanh quanh, vô thức đi xuống một tầng. Văn phòng dược liệu của Tiền Thị, Sở Trần vừa đi vào, Lễ Tân liền đứng lên, trên mặt nở nụ cười rất chuyên nghiệp, vừa định nói, Sở Trần đã xua tay, vất vả. Nói xong, Sở Trần liền đi vào, vô cùng nghênh ngang và khí thế. Nhân viên Lễ Tân hồi lâu vẫn chưa kịp phản ứng. Cô đang định hỏi Sở Trần là ai, tới tìm ai, đã hẹn trước chưa, nhưng lại bị Sở Trần nói một câu vất vả rất nhanh. Sở Trần quả thực coi nơi này như nhà của mình, chắp tay sau lưng, lần lượt đi qua các phòng ban, thỉnh thoảng gật đầu, bình luận vài câu. Nếu thấy điều gì không vừa mắt, hắn liền mắng mỏ mấy câu. Không ít người nhìn Sở Trần với vẻ mặt mơ hồ, trong lòng cũng thấp thỏm. Dù sao, biểu hiện của Sở Trần rất giống với vị lãnh đạo đến kiểm tra đột xuất. Sau khi dạo một vòng, cuối cùng Sở Trần vỗ vỗ vai một người đàn ông trung niên, không tệ, tiếp tục cố gắng chăm chỉ. Người đàn ông trung niên vui mừng khôn xiết, tinh thần phấn chấn, liền gật đầu. Gần đây anh có dự án gì không? Sở Trần hỏi. Người đàn ông trung niên vội vàng trả lời, dự án sản phẩm chăm sóc sức khỏe đã được nghiên cứu phát triển và chuẩn bị trong một năm, sắp tới chuẩn bị đưa ra thị trường. Người đàn ông trung niên tỏ vẻ phấn khích, nắm chặt nắm đấm, lần này, nó chắc chắn sẽ gây được tiếng vang trên thị trường. Sở Trần bước ra cửa, sau khi đi một vòng, hắn ngược lại tìm hiểu được một chút về quy trình vận hành của dược liệu Tiền Thị, mặc dù nó chẳng có ý nghĩa gì nhiều, nhưng đối với Sở Trần, người không có hiểu biết về ngành công nghiệp dược phẩm, đó đã là có thu hoạch. Thu hoạch lớn nhất chắc chắn là dự án lần này của chế dược Tiền Thị. Vừa vặn lại cùng với chế dược Bắc Trần đụng nhau. Đối với chế dược Bắc Trần mà nói, đó chắc chắn là một tin xấu. Tại cửa ra vào có một người bước vào, thời điểm nhìn thấy Sở Trần, hắn không khỏi sững sờ. Anh làm sao, lúc đầu Tiền Bộ Thiệu còn nghĩ mình đã đi nhầm chỗ, vô thức ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh. Liền dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Sở Trần, Sở Trần, sao anh lại ở đây? Vẻ mặt của Sở Trần bình tĩnh, tôi ở trên tầng buồn chán, muốn xuống đi dạo một chút, Tiền thiếu gia chắc không phiền chứ? Nói xong, Sở Trần vòng qua Tiền Bộ Thiệu bước ra ngoài, nếu có thời gian mời uống trà. Tiền Bộ Thiệu còn chưa kịp phản ứng, bóng dáng Sở Trần đã biến mất ở ngoài cửa. Những người còn lại cũng choáng váng. Sở Trần, vừa rồi người kia, hóa ra. À Sở Trần. Tôi nói, sao lại nhìn quen mắt như vậy, hóa ra là, trời ạ, công ty của Sở Trần không phải ở trên tầng trên sao? Anh ta đến hỏi thăm tình hình của dược phẩm Tiền Thị chúng ta, còn giả trang thành bộ dáng lãnh đạo. Khuôn mặt người đàn ông trung niên tái, thận trọng nhìn Tiền Bộ Thiệu. Mọi người trong công ty đều biết Tiền Bộ Thiệu từng bị Sở Trần tát một cái trời giáng. Hôm nay, Sở Trần còn khệnh khạng đi xung quanh công ty. Tiền Bộ Thiệu phản ứng lại, sắc mặt tối sầm. Tức giận gầm lên, các người sao lại cho hắn vào. Tiền Bộ Thiệu cảm giác một hơi máu huyết muốn phun ra. Không phải anh ta lo lắng về việc bí mật kinh doanh nào bị tiết lộ, mà là Sở Trần tại địa bàn của anh ta đi vào như chỗ không người, đó là một điều xấu hổ đối với Tiền Bộ Thiệu. Sở Trần đi tới bậc cầu thang, hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng gầm của Tiền Bộ Thiệu. Người trẻ tuổi, quả là không giữ được bình tĩnh. Sở Trần lắc đầu cảm thán một tiếng. Giữa trưa hắn cùng Tống Nhan rời khỏi tòa nhà Kim Than, Sở Trần nói với Tống Nhan về thông tin mà hắn đã biết được. Vẻ mặt của Tống Nhan trở nên nghiêm túc, nếu vào thời điểm này chế dược Tiền Thị lại khởi động dự án này, việc mở ra thị trường Thiền Thành của chế dược Bắc Trần sẽ khó khăn hơn gấp mấy lần. Tống Nhan hít một hơi thật sâu rồi nói, tôi phải quay lại và thảo luận về kế hoạch dài hạn với Hạ Tiên Sinh. Những ngày này, cuộc chiến kinh doanh giữa hai nhà Tống Hoàng đã quét qua thành phố. Hạ Ngôn Hoan vẫn luôn ở lại Tống gia. Trên đường trở về, đi ngang qua bệnh viện, Sở Trần một bước xuống xe.
đẩy cửa phòng Mạc Nhàn ra, im lặng không tiếng động, tình trạng của Mạc Nhàn đã cải thiện rất nhiều so với mấy ngày trước, chỉ là Sở Trần thắc mắc Phổ Ưu vẫn luôn ở đây chăm sóc lại không thấy tăm hơi. Mạc lão, Sở Trần đặt giỏ trái cây sang một bên, Mạc Nhàn đã có thể ngồi dậy dựa vào đầu giường, nhìn thấy Sở Trần đi vào, Mạc Nhàn lộ ra một nụ cười, Sở Trần, mấy ngày nay cậu xuất ra danh tiếng, cậu đã trở nên nổi tiếng ở thành phố Thiền Thành. Hai người nói chuyện phiếm một lúc, Sở Trần không khỏi kinh ngạc, sao tôi không thấy Vô Ưu đâu. Nghe vậy, Mạc Nhàn lộ vẻ buồn bực, con bé đó, hẳn là đang khổ luyện tại nhà. Khổ luyện, Sở Trần thậm chí còn khó hiểu hơn, buổi sáng hôm trước, người của Tinh La Môn đã đến. Mạc Nhàn trầm giọng nói, đương kim đại diện môn chủ của Tinh La Môn hiện tại, Ninh Nguyên Thủy. Sở Trần nhướng mày, kẻ đến bất thiện đi, trên danh nghĩa là tới bái kiến Tinh La Môn chủ, nhưng thực tế tới để buông lời khiêu khích. Mạc Nhàn trầm giọng nói, cuối cùng, con bé Vô Ưu này quá nóng nảy, thực sự đã bị khiêu khích, đáp ứng sẽ khiêu chiến với đồ đệ của Ninh Nguyên Thủy một trận. Sở Trần cười, Vô Ưu thiên phú rất tốt, nếu như đồ đệ của Ninh Nguyên Thủy là đồng lứa của cô ấy, hắn chưa chắc đã là đối thủ của Vô Ưu. Nếu Ninh Nguyên Thủy không chắc chắn, hắn sẽ không đánh cuộc lớn như vậy. Mạc Nhàn nói, nếu đệ tử của hắn bị đánh bại, hắn sẽ rời khỏi Tinh La Môn. Thế ngược lại, Sở Trần hỏi, Mạc Nhàn thở dài, ngược lại là Vô Ưu phải giao ra Tinh Vân Lệnh. Sở Trần không khỏi nhíu mày, Tinh Vân Lệnh là do cậu giao cho Vô Ưu. Mạc Nhàn liếc nhìn Sở Trần thở dài, cho nên, Vô Ưu nói, bất luận thế nào, nó cũng sẽ dùng hết sức chiến một trận để giữ Tinh Vân Lệnh, nếu không, nó không còn mặt mũi gặp cậu. Sở Trần không nhịn được cười, chẳng lẽ cô ấy không nghĩ, nếu Tinh Vân Lệnh không còn nữa, vị trí môn chủ của mình cũng bị người ta cướp đi. Cũng trách ta không kịp thời ngăn cản Vô Ưu. Mạc Nhàn nói, hy vọng Vô Ưu có thể chiến thắng đối phương. Chỉ sợ không dễ dàng. Khi đến giờ ăn trưa, Vô Ưu mang hộp cơm xuất hiện đúng giờ. Ông nội, đến giờ ăn cơm rồi. Khi Vô Ưu nhìn thấy Sở Trần, vẻ mặt không khỏi lộ ra một chút hoảng sợ. Sở Trần, anh cũng ở đây. Nhất thời xúc động, cỏ lại mang Tinh Vân Lệnh ra làm tiền đặt cược. Vô Ưu nhìn thấy Sở Trần, có cảm giác tội lỗi. Dù sao, Tinh Vân Lệnh là do Sở Trần trao cho cô. Sở Trần nhìn Vô Ưu, mặt cười mà không cười, trêu ghẹo nói, nếu anh không tới, chẳng phải em sẽ mang Tinh Vân Lệnh để người ta lừa gạt đi. Sẽ không, Mạc Vô Ưu kinh hô, tôi nhất định sẽ không thua. Vừa nói xong, Mạc Vô Ưu mặt không khỏi có chút nóng lên, anh biết rồi. Vô Ưu, em có lòng tin không? Sở Trần hỏi, có, Mạc Vô Ưu sốt sắng gật đầu, mặc dù tôi nhất thời đồng ý vụ cá cược này với Ninh Nguyên Thủy, nhưng mà, tôi đã điều tra ra, Ninh Nguyên Thủy có 5 đồ đệ, người lớn tuổi nhất là đại đệ tử của Ninh Nguyên Thủy, Giản Lữ Thế, lớn hơn ta 10 tuổi, hắn nhiều khả năng sẽ là người tham gia trận chiến, nhưng sự lĩnh hội của hắn về tinh la kỳ thuật chỉ sàn tôi mấy ngày này đều luyện tập chăm chỉ, thực lực chắc chắn vượt qua hắn. Tinh la kỳ thuật, chính là những lĩnh hội tâm đắc về kỳ thuật của La Vân Đạo Tôn trong nhiều năm, đây cũng là căn cơ của Tinh La Môn. Trong đó bao quát các loại kỳ thuật, Mạc Phụ Yêu đôi mắt tự tin, cô được biết đến như là mốt thiên tài của kỳ môn, đây hoàn toàn không phải hư danh. Trong cùng thế hệ, không có ai trong Tinh La Môn có thể so sánh với Mạc Phụ Yêu. Tiểu Vô Ưu, cháu có thực lực, nhưng thứ cháu thiếu nhất chính là kinh nghiệm thực chiến. Mạc Nhàn lo lắng, đối phương lớn hơn cháu 10 tuổi, kinh nghiệm chiến đấu 10 năm này, vô cùng quý giá. Mạc Phụ Yêu nhíu mày một cái, điều cô lo lắng nhất cũng là cái này. Em hẹn đối phương khiêu chiến vào lúc nào? Sở Trần hỏi, 5 ngày sau, tại Tây Tiểu Sơn. Mạc Phụ Yêu đáp, ngắn ngủi 5 ngày, gia tăng kinh nghiệm thực chiến, cũng không dễ dàng. Sở Trần nói, như vậy đi. Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ bồi luyện với gạch dưới, dấu lớn em. Vừa nói xong, vẻ mặt của Mạc Phụ Ưu lóe lên vẻ ngạc nhiên, thật sao? Sở Trần gật gật đầu, nhẹ nhàng nói, Tinh Vân Lệnh của La Vân Xu, đệ, giao cho em từ anh, làm sao anh có thể nhìn nó bị đoạt đi? Lúc này Mạc Phụ Ưu mới ý thức được thân phận của Sở Trần, hắn có thể coi là sư tổ của mình. Đúng rồi, tối mai sẽ có một trận thực chiến, em có dám tham gia không? Sở Trần đột nhiên nghĩ đến sự kiện tại homestay vào tối mai. Đôi mắt Mạc Phụ Ưu mở to một chút, là cái gì thực chiến cơ? Em đã từng tiếp xúc với Hắc Phu Nhất Phái chưa? Sở Trần nói, Mạc Nhàn không khỏi giật mình, có người của Hắc Phu Nhất Phái ở Thiền Thành. Không chỉ là có, mà họ còn từng đối đầu với tôi.
Sở Trần nói, đương nhiên, bọn họ chỉ dám trốn trong bóng tối. Sở Trần nói một chút về hành động tối mai. Thế nào, Sở Trần nhìn Mạc Vô Ưu, từ đường chạy trốn của nhà Tống Mục Dương, lại ở khu vực Kiềm Nam, có lẽ họ đến từ Vu Thần Môn. Vu Thần Môn là một thế lưu xê không nhỏ trong Hắc Vu nhất phái. Lần này bọn họ dám đi rồi quay lại, có lẽ bọn chúng có tự tin đối phó tôi, tối mai nhất định sẽ có một trận chiến kịch liệt. Mạc Nhàn sắc mặt biến ảo vài phần, thực chiến kiểu này, bất cần một chút là sẽ mất mạng. Không có gì ngạc nhiên khi Sở Trần lại nói, thực chiến chân chính. Loại chiến đấu này, trải qua một trận, là một trải nghiệm quý giá. Em muốn tham gia, sau khi suy nghĩ một lúc, thanh âm của Mạc Vô Ưu rất dứt khoát và kiên quyết. Vô Ưu, Mạc Nhàn không khỏi thì thào nói. Ông nội, con cho tới giờ chỉ toàn là luận binh trên giấy, con chưa tham gia vào một trận chiến chân chính nào, con biết khuyết điểm của mình là gì. Mạc Vô Ưu nói, lần này là một cơ hội tốt, con tin rằng mình có thể phát huy thực lực của mình. Vẻ mặt của Mạc Nhàn vẫn còn lo lắng. Mạc lão, đừng lo lắng. Sở Trần nói, nếu Vô Ưu gặp nguy hiểm, tôi sẽ xuất thủ cứu giúp. Tuy nhiên, trước khi hành động vào tối mai, tôi phải kiểm tra thực lực của Vô Ưu. Mạc Vô Ưu tự tin gật đầu, nhất định sẽ không để anh thất vọng. Từ nhỏ đến lớn, Mạc Vô Ưu được coi như một thiên tài. Ngay cả trong số các đệ tử thân truyền của Tinh La Môn chủ hiện tại, cũng chỉ có Giản Lữ Thế, người lớn hơn cô 10 tuổi, có thể đánh với cô một trận. Sau khi Mạc Nhàn ăn trưa, Sở Trần và Mạc Vô Ưu trở lại Tinh La Tiểu Điếm. Công phu quyền cước của Tinh La Môn, hẳn là Trích Tinh Thủ mà La Vân Đạo Tôn am hiểu nhất đi. Sau khi Sở Trần bước vào cửa, anh ta nói ngay, Trích Tinh Thủ cũng là một môn tuyệt kỹ trong Tinh La kỳ thuật, sau 5 ngày nữa giao đấu, khi giao phong chính diện, những kỳ thuật còn lại khó mà thi triển ra, cho nên, mấy ngày nay, trọng điểm rèn luyện em sẽ là Trích Tinh Thủ. Ra tay đi, Mạc Vô Ưu gật đầu, không chút do dự, Ngọc Thủ vỗ tới, cẩn thận. Trích Tinh Thủ thức thứ nhất, Thanh Phong Minh Nguyệt, Sở Trần bóng dáng không có trốn tránh, nắm lấy tay Mạc Vô Ưu. Đồng tử Mạc Vô Ưu có rút lại, cô đã gắng hết sức, nhưng không thể thoát ra. Một lúc sau, Sở Trần mới buông ra, Mạc Vô Ưu lui lại mấy bước, nhìn Sở Trần. Một chiêu cũng không qua được, Mạc Vô Ưu thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng giữa mình và Sở Trần lại có khoảng cách lớn như vậy. Vẻ mặt của Mạc Vô Ưu có chút uể oải, mân mê miệng nhỏ, cảm thấy ủy khuất. Cô không ngờ rằng sức chiến đấu thực tế của mình lại kém đến vậy. Em có biết sai lầm lớn nhất của em là gì không? Sở Trần nói, Mạc Vô Ưu nhìn Sở Trần háo hức. Sở Trần cũng không muốn thừa nước đục thả câu, chậm rãi nói, vừa rồi ta kêu ngươi em đánh ta. Nếu em trực tiếp xuất ra Trích Tinh Thủ thức thứ 6, đối phó ta sẽ rất dễ dàng, hơn nữa có thể tùy thời gặp chiêu phá chiêu, nhưng em lại trực tiếp làm từng bước, đánh ra thức thứ nhất. Nếu như ta không khuất phục em kịp thời, nước đi tiếp theo của em hẳn là Trích Tinh Thủ thức thứ 2 đi. Mạc Vô Ưu mặt xinh đỏ bừng, cô xác thực định như thế. Sở Trần nói, trong thực chiến, không có chiêu thức nào là phù hợp cả. Sở Trần giọng nói có chút nghiêm nghị, Mạc Vô Ưu càng nghe càng trở nên nghiêm túc. Hoàn toàn nhập tâm vào. Trích Tinh Thủ cũng không phải công phu tuyệt học cao thâm gì, nó được tạo ra lúc trước khi La Vân Đạo Tôn bái nhập Cửu Huyền Môn. Sở Trần đã từng thấy La Vân Đạo Tôn thi triển Trích Tinh Thủ của mình, La Vân Đạo Tôn đã thực sự đem Trích Tinh Thủ vận chuyển tới tình trạng xuất quỷ nhập thần, trong khi Trích Tinh Thủ của Mạc Vô Ưu lộ ra quá non nớt. Về cơ bản, khi Mạc Vô Ưu đối mặt với Sở Trần, chưa qua 3 chiêu cô đã bị Sở Trần bắt lấy. Thông qua huấn luyện thực chiến, cho Mạc Vô Ưu một cái đặc huấn. Sở Trần thật sự không hy vọng tinh vân lệnh này sẽ bị Ninh Nguyên Thủy lấy đi theo cách này. Sau một giờ, nghỉ ngơi đi, Sở Trần đề nghị, không, em không mệt. Mạc Vô Ưu phỉ hai mắt sáng lên, lại tới. Lại một tiếng nữa, nghỉ ngơi một chút đi. Không, em còn muốn. Sở Trần muốn khóc, làm sao cũng không nhìn ra, cô gái nhỏ này lại là người cuồng nhiệt như vậy. Thiên Thành về đêm. Cuộc chiến kinh doanh này giữa hai nhà Tống Hoàng không ảnh hưởng đến sự phồn hoa của Thiên Hào Ba. Chu Võ và đám đệ tử của Tinh Anh Quyền Quán bước vào, rất nhanh, bọn họ đã bị một số cặp mắt nhìn chằm chằm. Mấy người không chú ý điều này, sau khi bước vào quán ba, bọn họ gọi rượu và các món ăn kèm lên, bắt đầu uống. Dưới tiếng nhạc ầm ĩ, mấy người càng trở nên vui nhộn hơn. Những người ngồi chỗ tối nhìn bọn họ, thực tế là đang ngồi bên cạnh bọn họ. Giả vờ như đang uống rượu một cách thản nhiên, nhưng thực chất là đang cố nghe trộm cuộc trò chuyện của bọn họ. Lại lên, Chu Võ đong đưa xúc sắc,
đơn đấu cùng một đệ tử khác của tinh anh quyền quán, Diêu Kiến Bân. 3 số 6, Diêu Kiến Bân, bổ. Mặt Chu Võ tối sầm lại. Diêu Kiến Bân mở cốc xúc sắc của mình, thực sự chỉ có 2 số 6. Cậu 26, nhưng tôi lại có 3 số 6. Chu Võ tức giận, đêm nay tôi sẽ chiến cùng cậu tới cùng. Diêu Kiến Bân cười, hiển nhiên là không sợ. Cuối cùng, khi đám người sắp uống say, Chu Ngộ cười to, tối nay tôi rất vui, Sở sư phụ mời chúng ta tham dự bữa tiệc kia, đó là do coi trọng chúng ta, tối mai, chúng ta phải chuẩn bị một phần lễ vật, chúc mừng Sở sư phụ gia nhập Liên minh Tông sư Cửu Thành. Người bên cạnh ngồi nghe rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần. Sau khi nghe tiếng bổ xúc sắc cả đêm, cuối cùng cũng thu hoạch được thành quả. Đúng vậy, này, tôi không nghĩ Sở sư phụ lại chọn nơi đó làm nơi tổ chức tiệc rượu. Đây là do Sở sư phụ khiêm tốn, hiểu chưa? Đám người đang nghe lén trong tối càng nghe càng thấy kích động. Một trong số bọn họ đã nhanh chóng rời đi. Thiên Hào Ba và Hoàng gia có sự gắn bỏ chặt chẽ với nhau. Tin tức truyền tới Hoàng gia. Sở Trần muốn ăn mừng việc gia nhập Liên minh Tông sư Cửu Thành sao? Vẻ mặt của Hoàng Giang Hồng ảm đạm. Những ngày vừa qua, Hoàng gia thất bại liên tiếp. Điều này đã khiến lão gia tử vừa bước qua tuổi 80 này bỗng già đi rất nhiều. Trong đêm khuya thanh vắng, Hoàng Giang Hồng không khỏi toát ra một ý nghĩ trong đầu, nếu như lúc trước nghe lời Mạc Nhàn, ngay từ đầu cúi đầu trước Sở Trần, kết giao với Sở Trần, có lẽ giờ đây Hoàng gia vẫn tốt đẹp. Nhưng mà, trên đời không có thuốc hối hận, đến lúc này, Hoàng gia đã không còn lối thoát, ông ta phải tìm cách khiến Hoàng gia vượt qua được khoảng thời gian khó khăn này. Hừm, Sở Trần cao hứng vẫn còn quá sớm. Hoàng Vũ lạnh lùng nói, tin tức từ Diệp gia truyền đến. Sở Trần sẽ không thể gia nhập Liên minh Tông sư Cửu Thành dễ dàng như vậy. Hoàng Giang Hồng lắc đầu, Sở Trần có thể gia nhập Liên minh Tông sư Cửu Thành hay không đối với chúng ta mà nói, đều không trọng yếu. Hiện tại các nhà liên hợp, bao gồm cả Ninh gia, tất cả đều là vì Sở Trần. Hoàng Giang Hồng hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, trong chiến dịch vây quét này, lấy Ninh gia đứng đầu, Hoàng gia của chúng ta đã đến mức không kham nổi. Cha có ý là, ánh mắt của mọi người trong nhà họ Hoàng đều đổ dồn vào lão gia tử. Hoặc là sinh, hoặc là tử. Hoàng Giang Hồng nghiêm nghị nói, chúng ta căn bản không thể tìm ra mối quan hệ giữa Sở Trần và các gia tộc là gì, nhưng chúng ta không thể để mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này. Hoàng gia đã rơi vào thế bế tắc, cách duy nhất để phá cục diện này chính là, diệt trừ Sở Trần. Vừa dứt lời, những người còn lại trong Hoàng gia đều vô thức giật mình. Con người của Hoàng Vũ đột nhiên co rút lại. Để Sở Trần hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này sao? Nhưng vạn nhất làm như vậy, lại hoàn toàn chọc giận từng gia tộc, đến lúc đó, tình huống mà Hoàng gia đối mặt sẽ còn nặng hơn bây giờ gấp trăm lần. Hoàng Ngũ gia Hoàng Lân nói, cho nên ta mới nói, hoặc là sinh hoặc là tử. Hoàng Giang Hồng nhẹ nhàng nói, sự việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể chiến đấu một lần, cái chết của Sở Trần nhất định sẽ trở thành bước ngoặt của toàn bộ sự việc, có lẽ... Hoàng gia sẽ còn phải chịu thêm đả kích nặng nề hơn, hoặc là Ninh gia cầm đầu mấy nhà, vì cái chết của Sở Trần, sẽ không còn đoàn kết, thậm chí rút khỏi thành phố Thiền Thành. Buông tay mà đánh cược một lần, dù sao thì cũng đã tới tử cục Hoàng Dương nói, hơn nữa, Sở Trần cũng có rất nhiều kẻ thù ở Thiền Thành, cho dù hắn xảy ra chuyện, cũng không nhất định là do Hoàng gia chúng ta. Đúng vậy, Hoàng Giang Hồng nhìn Hoàng Dương nói, đêm mai là một cơ hội hoàn hảo. Còn hãy tiết lộ tung tích của Sở Trần cho Diệp gia, Triệu gia và những người từng có ân oán với Sở Trần. Hoàng Giang Hồng ánh mắt lạnh lùng, nói không chừng, tối ngày mai, người muốn lấy tính mạng Sở Trần, sẽ không chỉ là một nhà chúng ta. Hoàng Ngọc Trân ánh mắt tối sầm, hết lần này tới lần khác, Sở Trần đột phá trí tưởng tượng của hắn. Đường đường chính chính giao đấu, cùng với chân chính ám sát, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hoàng Giang Hồng nói, người đi ám sát. Ta sẽ đích thân liên lạc. Tối ngày mai, chính là tử kỳ của Sở Trần. Buổi sáng, khi Sở Trần đi qua Mai Hoa Thung, Tống Thu từ trên cao nhảy xuống với vẻ mặt phấn khích. Anh rể, em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiểu Võ nói, tối hôm qua bọn họ cố ý giả say, có người tới thăm dò bọn hắn, còn sử dụng mỹ nhân kế. Tống Thu líu lo không ngừng. Sở Trần liếc nhìn Tống Thu, dưới mắt vẫn còn quầng thâm, cậu hưng phấn đến nỗi cả đêm không ngủ sao. Tống Thu kích động. Tuy rằng em đã từng đánh nhau hội đồng, nhưng loại đánh nhau tối ở cấp độ này em chưa từng có trải qua. Tống Thu trong xương dường như luôn có thiên hướng bạo lực như vậy. Cậu đi về nghỉ ngơi đi, nếu không, tối nay anh không chăm sóc được cậu. Sở Trần có chút đau đầu,
ngoài Tống Thu còn có mấy người khác cũng rất mong chờ hành động tối nay. Đêm qua, thời điểm trước 12 giờ, Tiểu Vô Ưu lưu luyến đến mức không muốn để Sở Trần rời khỏi Tinh La Tiểu Điếm. Tới lúc hoàng hôn, Hồ Tống được nhuộm một chút hoàng hôn, đẹp đến lạ thường. Phòng khách tầng 2 của biệt thự nhỏ, yên tâm đi, đừng quên, anh có 9 vị sư phụ, mỗi người đều vô cùng lợi hại. Sở Trần cười trấn an Tống Nhan, bà xã ngoan ngoã, ở nhà chờ ta. Tống Nhan muốn nói lại thôi, vốn dĩ cô cũng muốn đi cùng hắn, nhưng mà, nghĩ đến mình trói gà không chặt, có đi cũng vướng chân vướng tay Sở Trần. Em cùng lão gia tử đi đánh cờ đi, không được để lão gia tử phát hiện, kẻo ông ấy lại lo lắng. Sở Trần nói, hành động ngày hôm nay, Tống gia trên dưới, tất cả đều giấu giếm Tống Trường Thanh. Tiểu Vô Ưu cũng tới Tống gia. Sắc trời có chút u ám, Tống Thu lái một chiếc ô tô thương vụ 8 chỗ trong gara đi ra, sau khi Sở Trần và Tiểu Vô Ưu lên xe, Tống Thu trực tiếp lái xe ra khỏi cửa Tống gia. Qua ô cửa kính, Sở Trần nhìn thấy một người đứng cách cửa nhà không xa, người này trong đám người cũng không dễ thấy. Dược cốc trưởng lão Kiều Thương Sinh, đêm nay, Sở Trần nhờ Kiều Thương Sinh canh giữ hậu phương của Tống gia, tránh phát sinh biến cố phía sau. Từ bên ngoài nhìn vào, sẽ không trông thấy có bao nhiêu người ngồi trên xe. Khi xe rời khỏi Tống gia, lập tức có người gửi tin tức về cho Hoàng gia. Đám người Tống gia đã rời đi rồi. Trong màn đêm mịt mờ, chiếc xe thương vụ lao nhanh trên đường, mỗi khi đi ngang qua một nơi là sẽ có người bắt được hành tung, thông tin nhanh chóng được truyền tới Hoàng gia. Dường như Sở Trần biết có người theo dõi, muốn cắt đuôi người của chúng ta. Nhưng điều hắn không ngờ là chúng ta đã biết điểm đến của hắn. Thông báo cho những người đang theo dõi hắn, cố ý làm mất dấu, khiến Sở Trần hoàn toàn không còn cảnh giác. Tối nay trên dưới Hoàng gia đều nhìn chằm chằm vào hành động này. Điều này liên quan đến sinh tử của Hoàng gia. Đêm nay, Sở Trần nhất định phải chết. Xe chạy đến ngoại ô Thiền Thành. Anh rể, những người phía sau hình như không còn đuổi theo nữa. Tống Thu chú ý đến gương chiếu hậu một lúc lâu, cuối cùng đưa ra kết luận, cứ như vậy đem bọn chúng cắt đuôi rồi sao? Tống Thu có chút không thể tin được. Không phải đâu, bọn họ là đang sợ, rút dây động rừng. Sở Trần cười, rốt cuộc như thế này vừa hợp lý, bọn chúng bị cắt đuôi, chúng ta liền yên tâm đi tới căn biệt thự kia. Sở Trần nói, Sở Trần nhìn thoáng qua Vô Ưu đang ngồi bên cạnh, hai tay siết chặt góc áo của mình, trong lòng không giấu được sự căng thẳng. Đêm nay, nếu thực sự nổ ra một trận đại chiến, cô không biết mình có thể thể hiện được thực lực chân chính của mình hay không. Cứ coi như giao đấu bình thường đi. Sở Trần nói, chỉ là đối thủ của em là người muốn lấy mạng em, cho nên em phải nâng cao phòng bị gấp đôi. Mạc Vô Ưu gật đầu. Sau nửa giờ, anh rể, nơi này cách căn biệt thự mà Tống Khánh Hạc đang ở chưa đến 3 cây em, chúng ta tiếp tục lái xe, hay đi bộ tới đó. Sở Trần liếc mắt ra ngoài, tìm một chỗ đem xe giấu kỹ, sau đó tìm một vị trí có thể quan sát tốt, hy vọng người Hoàng gia mang tới sẽ cường đại một chút, nếu không, không thể đối phó được cao thủ của Vu Thần Môn. Rất nhanh, 3 thân ảnh biến mất giữa màn đêm. Căn biệt thự 5 tầng nằm dưới chân một ngọn núi, vị trí tương đối yên tĩnh, lúc này đèn của biệt thự đang được bật sáng. Bên trong biệt thự, vào thời điểm giờ ăn tối, một bàn nhiều người ngồi quây quần ăn lẩu. Các vị sư thúc, sư huynh, tôi kính mọi người một chén. Tống Khánh Hạc đứng dậy, mọi người vất vả. Bàn ăn có tất cả 8 người, đều là đệ tử của Vu Thần Môn. Tống sư đệ, ngươi không cần khách sáo. Một thanh niên nở nụ cười nói, chúng ta lần này đi ra, chính là để tuyên cáo với Kỳ Môn, thậm chí là các đại phái chính thống, Vu Thần Môn ngày nay, so với trước kia cường đại hơn gấp 10 lần. Tùy tiện một người, vậy mà làm đến khi nhục đệ tử của Vu Thần Môn ta. Một thanh niên khác lạnh lùng nói, nơi ở của chúng ta đã cố tình bộc lộ, đợi 2 đêm nữa, nếu như Sở Trần kia không dám ra tay, chúng ta chỉ có thể chủ động tấn công lần nữa. Sở Trần cũng là người trong Kỳ Môn, 4 phía trong ngoài biệt thự này đều đã bố trí đại trận vu thần, hết thảy các loại cạm bẫy đang chờ hắn, hắn chưa chắc đã dám đến. Một người đàn ông trung tuổi nói, Sở Trần quả nhiên có chút công phu, đám bọ cạp độc của ta còn chưa tới gần Tống Nhan đã bị hắn giết hết. Người đàn ông này chính là người đã xuất hiện trong nhà hàng, ngay khi bọ cạp độc bị phát hiện, hắn đã dứt khoát rời khỏi nhà hàng. Lần đó, chẳng qua là vì thăm dò thực lực của Sở Trần. Sở Trần kia cùng Tống gia chỉ có thể tự nhận mình không may. Một thanh niên khác nói, dám đuổi một đệ tử của Vu Thần Môn chúng ta ra khỏi gia tộc, Tống gia này cũng không cần phải tồn tại.
Tống Khánh Hạc lập tức cung kính nói với người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen ngồi ở ghế chính, chỉ cần chúng ta đoạt lại quyền lực của Tống gia, tài sản giá trị hơn 100 triệu của Tống gia sẽ dâng hiến cho Vu Thần Môn. Người đàn ông mặc áo choàng đen này là trưởng lão của Vu Thần Môn, Vu Tân. Nghe vậy, trong mắt Vu Tân lóe lên một đạo ánh sáng, một lúc sau, hắn bình tĩnh nói, yên tâm, đệ tử của Vu Thần Môn, quyết không cho người khác tùy tiện khi dễ. Đến, để ta kính Tống sư đệ một chén. Một thanh niên nâng ly, bữa ăn này thật sự ăn đến lửa nóng. Đột nhiên, đôi đũa trên tay Vu Tân buông xuống. Bộp một tiếng, đám người Vu Thần Môn nhao nhao đứng lên, ánh mắt họ rơi vào Vu Tân. Tân sư huynh, có chuyện gì vậy? Một người đàn ông trung niên trạc tuổi Vu Tân hỏi. Có người đến, Vu Tân ánh mắt hơi híp lại, nhìn về phía phương hướng ngoài cửa. Sở Trần, Tống Khánh Hạc kêu lên. Nếu như là Sở Trần, ngược lại là chuyện tốt. Ha ha ha. Vừa mới ăn uống no đủ, để Sở Trần kiến thức một chút, thủ đoạn của Vu Thần Môn chúng ta. Đồng tử của Vu Tân co rút lại, người tới không chỉ có một, ít nhất có hơn 20 người. Lời nói vừa dứt, nụ cười trên khuôn mặt của mấy người đều đông cứng lại. Chẳng lẽ là Sở Trần liên hợp người trong sư môn đến cùng nhau sao? Cũng may là chúng ta đã bày ra trận pháp. Vu Tân phất tay, đi ra ngoài xem một chút. Biệt thự 5 tầng tọa lạc tại chân núi, lúc này... Dưới bóng đêm mờ ảo, có 3 bóng người ẩn hiện trên núi, vừa vặn có thể quan sát biệt thự. Có người đang đến gần biệt thự. Tống Thu đột nhiên thì thào, 20-30 người, đều mang vũ khí sắc bén. Tiểu Vô Ưu cũng nhìn chằm chằm, 20-30 đạo thân ảnh như bóng ma đang tiếp cận căn biệt thự, mặc dù ở cách xa, nhưng vẫn cảm nhận được luồng sát khí này. Những người này là sát thủ, vì giết mà tới, chính xác mà nói, bọn chúng đến để giết Sở Trần. Vô Ưu, Tiểu Thu, hãy nhìn xem, dạng sát thủ này, các ngươi đối phó được mấy tên. Sở Trần nói, bọn họ ra tay sẽ không dựa theo phương pháp chiến đấu bình thường, giết người mới là mục tiêu cuối cùng của bọn chúng. Ví dụ, bọn chúng sẽ chịu một quyền của các ngươi mà không né tránh, bởi vì con dao trong tay chúng sẽ xẹt qua cổ họng của các ngươi. Tống Thu nắm chặt nắm đấm, chiến ý chảy trong máu khiến cậu cảm thấy muốn chiến đấu một trận, nhưng vẻ mặt không giấu được một chút hoảng hốt. Tất cả đều trèo qua tường. Tiến vào biệt thự, Mạc Phổ Yêu nói, anh rể, Tống Thu cũng có chút kích động. Sở Trần ngẩng đầu nhìn về phía xa, đợi thêm một chút. Không lâu sau, trong biệt thự truyền đến tiếng gào thét. Đánh nhau rồi, Tống Thu càng lo lắng hơn. Sở Trần nở nụ cười, quả nhiên, kẻ muốn mạng của ta không chỉ có một nhà. Sở Trần nhìn về một phương hướng khác, vài bóng người nữa đang tiến về phía biệt thự. Tống Thu và Mạc Phổ Yêu đồng thời nhìn sang. Hoàng gia quả nhiên đã đem tin tức truyền ra ngoài. Tống Thu nói, anh rể đoán đúng, Hoàng gia muốn sự tình đêm nay rối loạn cực độ. Bằng cách này, cho dù có xảy ra chuyện gì ở đây, không ai có thể khẳng định là do Hoàng gia ra tay. Ngược lại, đối với mấy nhà kia, nếu như anh rể xảy ra chuyện, người bị nghi ngờ lớn nhất chính là Hoàng gia, cho nên bọn họ cũng không có quá nhiều bận tâm. Chép mới luôn có tại Trăm Trai N.N. lần này, thực sự náo nhiệt. Sở Trần lại nhìn về phía một con đường khác, lại có mấy bóng người, thân hình nhanh nhẹn hoạt bát, trong nháy mắt bọn họ đã tới gần biệt thự. 10 phút sau, Sở Trần đứng lên, đi thôi, chúng ta không thể chỉ xem náo nhiệt. Khi Sở Trần đưa Tống Thu và Mạc Vô Ưu đến gần biệt thự, đi được nửa đường thì bỗng dừng lại. Ở cách đó không xa, lại xuất hiện thêm vài bóng người, lặng lẽ vọt về phía hàng rào của biệt thự. Anh rể, Tống Thu thận trọng, âm thầm nuốt nước miếng. Che giấu đi vẻ căng thẳng trong lòng, anh nói xem, rốt cuộc có bao nhiêu người hận anh, có bao nhiêu người muốn nhân cơ hội này để giết anh. Sở Trần, trước sau đã có tới 4 nhóm người đi tới. Đối mặt với sự thắc mắc của Tống Thu, Sở Trần càng không nói nên lời. Ta nghĩ, có khả năng một số tới chỉ để xem trò vui. Mạc Phổ Yêu đột nhiên nói. Sở Trần đồng ý nói, đúng vậy, không nhất định tới để giết ta. Mạc Phổ Yêu gật đầu, có thể họ tới chỉ để nhìn anh chết. Sở Trần đưa hai người tới hàng rào. Tiếng gào thét bên trong trở nên rõ ràng hơn, kèm theo đó là tiếng hoảng loạn. Những tên sát thủ này là những kẻ giết người như ngoé, nhưng độc dược của đám người Vu Thần Môn, tuy không kịp chuẩn bị trong tình huống này, nhưng quả thực cũng đủ đáng sợ. Sở Trần nói, đồng thời nhắc nhở Tống Thu, túi thơm ta đưa cho cậu đều đã mặc vào người rồi chứ. Tống Thu có thể cảm nhận được tình cảnh bi thảm bên trong qua bức tường, cậu nhanh chóng gật đầu. Với túi thơm do ta đặc chế, độc dược của Vu Thần Môn không thể tới gần cậu,
Còn đối với Vô Ưu, Sở Trần nhìn về phía Mạc Vô Ưu, đây là bài khảo nghiệm, kiểm tra khả năng nắm giữ tinh la kỳ thuật của em, chỉ cần em mang thực lực của bản thân thi triển ra, chút độc dược này, không thể tới gần em. Mạc Vô Ưu nghiêm túc gật đầu, cả ba người nhẹ nhàng nhảy qua tường rào. Bất quá, dưới sự lãnh đạo của Sở Trần, ba người bọn họ vẫn chưa lộ tung tích, trốn trong bóng tối để quan sát trận chiến bên trong rõ ràng hơn. Trong số khoảng 20 người bước vào biệt thự lúc đầu, 7-8 người đã ngã xuống, trên người bọn họ có bọ cạp độc, rắn độc và các vật thể khác đang bò. Tống Thu hai mắt nhìn chằm chằm, linh hồn trực tiếp run lên, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một tràng cảnh như vậy. Có một cảm giác phun trào trong lồng ngực, muốn nôn thì nhớ đi cách xa vài bước, Sở Trần lo lắng nói. Một lúc sau, khi nhìn thấy một cảnh tượng tàn khốc và đẫm máu khác, Tống Thu rốt cuộc không nhịn được, bước qua chỗ khác cách vài bước, cúi người nôn thốc nôn tháo. Sở Trần liếc nhìn Mạc Vô Ưu, dù sao cô cũng là đệ tử của kỳ môn, đối với cảnh tượng như vậy cô đã chuẩn bị tâm lý, tuy rằng lúc này vẻ mặt của Mạc Vô Ưu có chút tái nhợt, nhưng vẫn ổn định. Những nhóm người ra vào trước sau, một số theo dõi trận chiến trong bóng tối, một số xông vào biệt thự, bị đệ tử của Vu Thần Môn chặn lại, sau đó hai bên xảy ra giao chiến. Dưới con mắt của đám sát thủ này, những kẻ kỳ môn có thủ đoạn tàn nhẫn này là được Sở Trần mời đến để bảo vệ hắn, bọn họ chỉ xác định một mục tiêu là Sở Trần. Lúc này, Tống Khánh Hạc nhìn chằm chằm đám sát thủ bên ngoài, trong lòng không khỏi càng thêm chấn động. Đôi mắt hắn không giấu được sự tức giận. Để giết ta, Tống gia vậy mà không ngần ngại thuê nhiều người tới giết như vậy, còn tên Sở Trần kia, lại co đầu rụt cổ. Vẻ mặt Phu Tân bình tĩnh nhìn trận chiến phía trước, tuy rằng có hai đệ tử Vu Thần Môn bị thương, nhưng, với lợi thế của trận pháp và thủ đoạn của kỳ môn, đổ xuống nhiều hơn vẫn là đám sát thủ kia. Nếu đã như vậy, cũng không cần đợi Sở Trần xuất hiện nữa. Phu Tân nhẹ giọng nói, giải quyết xong đám sát thủ này, thừa dịp bóng đêm, trực tiếp đến Tống gia, đòi một lời giải thích. Nghe vậy, Tống Khánh Hạc vui mừng khôn xiết, khom người xuống, đa tạ trưởng lão. Dứt lời, Tống Khánh Hạc cũng rút ra một con dao găm, lao ra ngoài. Đây là một cuộc hỗn chiến. Mấy đợt sát thủ lần lượt xuất hiện, tuy không biết danh tính của đối phương, nhưng bọn họ đều lựa chọn cùng nhau xử lý những người trong biệt thự một cách hết sức ăn ý. Bọn họ đều mơ hồ đoán được mục tiêu của đối phương đều giống nhau. Bằng không, không thể lại đồng thời xuất hiện trong biệt thự như vậy, bọn họ đều tới đây để giết người. Một trong số những tên sát thủ liếc nhìn sang, đột nhiên đồng tử của anh ta co lại. Anh ta phát hiện có ai đó đang ngồi xổm dưới gốc cây ở đằng xa. Tên sát thủ cười lạnh, sải bước về phía trước, đằng đằng sát khí vọt qua. Người đàn ông dưới gốc cây ngẩng đầu, vẻ mặt biến sắc, làm gì vậy? Tên sát thủ lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Em vợ của Sở Trần, Tống Thu. Mục tiêu của vụ giết người tối nay là Sở Trần, những người chủ chốt sẽ xuất hiện trong biệt thự, bọn họ đều đã nhìn ảnh chụp. Nhưng mà Sở Trần chậm chạp không có xuất hiện, nếu như em vợ của hắn gặp nguy hiểm, hẳn khẳng định sẽ không làm con rùa rụt đầu nữa. Là một sát thủ chuyên nghiệp có trình độ, phẩm chất cơ bản nhất chính là không nói nhiều. Hắn ta vung dao chém về phía Tống Thu. Tống Thu không thể ngờ rằng, thời điểm mình bị nôn, cậu ta lại gặp rắc rối. Dưới tình thế cấp bách, Tống Thu đã thi triển kỳ lân bộ pháp, một chiêu kỳ lân say rượu né một đao của tên sát thủ kia. Sát thủ đại ca, ta chỉ là đi ngang qua thôi. Tống Thu khóc không ra nước mắt, nhìn cảnh tượng tàn khốc đẫm máu như vậy, hắn chỉ muốn yên lặng làm quần chúng. Tên sát thủ nhe răng cười, tấn công Tống Thu một cách tàn nhẫn. Tống Thu lúc đầu luống cuồng tay chân, không ngừng lùi lại phía sau, nhưng sau đó cậu quen dần, thay vào đó cậu dồn ép lại đối phương. Đã nhìn rõ chưa, đây chính là thực chiến. Sở Trần nhận thấy được tình cảnh mà Tống Thu đang đối mặt, nhưng không có động thủ, thực lực của Tiểu Thu vốn cao hơn tên sát thủ, chỉ cần hắn dám buông tay buông chân, thi triển ra, nương tựa theo phiên bản mới của tinh anh thập tam quyền và kỳ lân bộ pháp. Sớm đã đánh bại đối phương. Thực lực của em, còn trên cả Tiểu Thu. Mạc Vô Ưu kích động. Sát thủ đại ca, tôi đã nói rồi, có chuyện gì từ từ nói đã. Lúc này, Tống Thu đã khá chắc chắn, nói với một giọng ậm ừ, người lại không tin. Đôi mắt của tên sát thủ lóe lên sự tức giận, hắn phát ra một tín hiệu, ngay sau đó, thêm hai tên sát thủ nữa chạy đến. Tống Thu vội vàng lui lại, chiến trường ở trung tâm. Tôi sẽ đi giúp Tống Thu. Mạc Vô Ưu cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội, quyết định ra tay.
Lần này không còn là trích tinh thủ thức thứ nhất nữa, mà là thủ đoạn dứt khoát nhất có thể đối phó với kẻ địch. Nhìn thấy cảnh này, Sở Trần không khỏi nở nụ cười. Tiểu Vô Ưu này, ngộ tính cũng không tệ. Dưới sư dẫn đao có chủ đích của Tống Thu và Mạc Vô Ưu, ba tên sát thủ đã rời xa trung tâm của trận chiến. Chẳng mấy chốc, ba sát thủ đã bị hai người họ đánh cho ngã lăn ra đất. Mấy người các ngươi sao lại không chào hỏi đã động thủ? Mạc Vô Ưu nói, không nên quá đáng quá, các ngươi không thể đánh lại chúng ta. Tống Thu sững người một lúc, sau đó liếc nhìn Mạc Vô Ưu. Cô gái này quá thật thà. Ba tên sát thủ hét lên giận dữ, âm thanh chói tai. Ở trung tâm chiến trường ở đằng xa, rất nhiều người đều vô thức nhìn về phía bên này, Tống Thu. Tống Khánh Hạc nhìn thấy Tống Thu và tên sát thủ nằm ở trước mặt Tống Thu, đồng tử đột nhiên co rút lại. Những tên sát thủ này, không phải được Sở Trần mời tới sao? Tống Khánh Hạc phản ứng lại, lập tức kêu to, đừng đánh, các ngươi đánh nhầm người. Giọng nói của Tống Khánh Hạc vang lên, tuy nhiên, cuộc chiến của cả hai bên vẫn chưa dừng lại. Suy cho cùng, trong cuộc đấu tranh sinh tử, bên nào lơ là một chút, đều có thể mất mạng. Khi Tống Khánh Hạc hét lên, trái tim Tống Thu không khỏi đập rộn ràng. Đã bại lộ, cậu và Mạc Vô Ưu đã cố gắng dụ đám sát thủ đi càng xa càng tốt, bọn họ cũng cố tình tránh Tống Khánh Hạc. Nhưng cả hai thực sự quá quen thuộc với nhau. Tống Khánh Hạc nhận ra cậu ta trong nháy mắt. Tống Thu hoảng sợ nhìn Sở Trần, lại thấy Sở Trần đang đứng với nụ cười trên mặt, không hề có cái gì thất thố, trong lòng Tống Thu cũng bình tĩnh lại một chút. Có vẻ như tất cả những chuyện này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh rể. Tống Thu, là mày. Tống Khánh Hạc lại hét lên. Tống Thu không có đáp lại trực tiếp, nhưng trong miệng lẩm bẩm nói, không phải ta không phải, nhận lầm. Các ngươi đều là kẻ thù của Sở Trần sao? Tống Khánh Hạc hét lên, ta cũng vậy. Đám sát thủ tỏ ra nghi ngờ. Tống Khánh Hạc chỉ vào Tống Thu, chính là cậu em vợ của Sở Trần. Hẳn là đêm nay Sở Trần cố ý dụ các ngươi tới đây. Tống Khánh Hạc liếc nhìn những thi thể trên mặt đất cùng Vu Thần đại trận bị phá hủy, vẻ mặt giận dữ, tốt lắm, đúng là một đám nham hiểm. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, đám sát thủ lùi lại một khoảng, bọn họ cũng nhận ra rằng có vẻ như tối nay đã nháo ra một trận lớn. Hai bên chiến đấu đến người chết ta sống, vậy mà lại đều vì mục đích chung. Nhưng hai bên đã chiến đấu đến mức độ này, gần một nửa số sát thủ đã ngã trong vũng máu. Từng tia mắt nhìn chằm chằm vào Tống Thu. Mang theo vẻ bất thiện, bọn họ có thể tưởng tượng rằng khi hai bên đang giao chiến đến người chết ta sống, thì đối phương vẫn còn đang ẩn mình trong bóng tối để xem trò vui. Đây là bị người ta biến thành khỉ mua vui. Tống Khánh Hạc đi tới, đến gần Tống Thu, ánh mắt lạnh lùng, Sở Trần đến rồi, sao còn co rúm nơi nào không dám hiện thân. Tống Thu nhướng mày, Tống Khánh Hạc, nhà các ngươi đã làm ra nhiều chuyện xấu như vậy, ông nội không nhẫn tâm trừng phạt nặng nề. Chẳng qua chỉ để cho các ngươi rời khỏi Tống gia, các ngươi vậy mà còn chưa có hối cải, vẫn muốn quay lại báo thù. Tống Khánh Hạc khóe miệng dương lên, đáng tiếc, chúng ta đã làm nhiều như vậy, nhưng các ngươi vẫn bình an vô sự, ngược lại còn hoàn toàn chiếm tài sản của Tống gia, dựa vào cái gì? Ở phía xa, Vu Tân trưởng lão nhìn chằm chằm Tiểu Vô Ưu, nhất thời trong mắt hiện lên một tia hàn quang, mới có bằng đấy tuổi mà đã nắm giữ được tinh túy của Tiểu Linh Phù, đây là người có thiên phú cực cao trong kỳ môn. Thế hệ trẻ của Vu Thần môn không có ai có thể so sánh. Sở Trần đứng tại chỗ tối, trông thấy Mạc Vô Ưu thi triển Tiểu Linh Phù để xua đuổi độc vật, khuôn mặt không khỏi hiện lên ý cười. Hắn đã từng chỉ điểm giúp Mạc Vô Ưu lĩnh hội được Tiểu Linh Phù. Đối mặt với độc vật của Hắc Phu nhất phái, Tiểu Linh Phù có tác dụng xua đuổi hiệu quả. Trước khi rời đi, Sở Trần cũng đoán được Mạc Vô Ưu sẽ chuẩn bị trước Tiểu Linh Phù. Túi thơm đặc biệt của Sở Trần, thực ra cũng được đặt một tờ linh phù. Do chính hắn ta chế tác, khu linh phù. Khu linh phù là sự tồn tại cấp cao hơn tiểu linh phù. Trong tình huống hiện tại, tiểu linh phù đã đủ để đối phó. Dù sao, kỳ môn tạo nghệ của những đệ tử Vu Thần môn này cũng không cao lắm. Thấy những độc vật này không dám lại gần, Tống Thu tiến lên vài bước, các độc vật này nhao nhao né tránh. Trong lòng Tống Thu càng thêm kiên định hơn, nhìn chằm chằm Tống Khánh Hạc, chiến ý bộc phát, có thủ oán gì, chúng ta hay lên giải quyết đi. Tống Khánh Hạc ánh mắt lộ ra vẻ không tin, mất đi độc vật hỗ trợ của Vu Thần môn, tương đương với việc bị gãy một cánh tay, thực lực của hắn cũng giảm đáng kể. Kẻ này trên người có khu linh phù, Vu Tân nheo mắt lạnh lùng, có thể chế tạo ra khu linh phù làm tùy thân mang theo, lại có thể phát huy tác dụng, sư môn phía sau Sở Trần, xem ra cũng không phải kỳ môn phổ thông,
Có điều, trong quá trình xua đuổi độc vật, khu linh phù cũng sẽ tiêu hao phù lực, tác dụng của khu linh phù cũng không bền bỉ trong thời gian quá dài. Nghe vậy, trong lòng Tống Khánh Hạc mới yên tâm, hắn nhìn về phía Tống Thu bằng ánh mắt lạnh lùng, sát khí lóe lên, Tống Thu, lần thứ nhất, là do mày mạng lớn, đêm nay nếu như mày có chết, thì cũng đừng trách tao không khách khí. Tống Khánh Hạc xông tới, quyền cước tung ra, quyền phong dứt khoát, sinh ra uy lực dũng mãnh. Đôi mắt Tống Thu tràn đầy chiến ý, hắn không hề lơ là hay khinh thường Tống Khánh Hạc, lập tức dốc toàn lực ra tay. Tiểu cô nương, đây vốn là nơi cô không nên đến. Đệ tử Vu Thần Môn trước đó hạ thủ với Tống Nhan trong nhà hàng đã để mắt tới Mạc Vô Ưu, cười lanh bước lên, dứt khoát ra tay, hướng quyền công kích Mạc Vô Ưu. Thực lực của Mạc Vô Ưu vẫn là cao hơn Tống Thu, nhìn thấy đối phương lao tới, Mạc Vô Ưu nhướng mày lạnh lùng, không chút sợ hãi, thi triển Trích Tinh Thủ, trong nháy mắt đã lăng không phía trên đối phương. Vẻ mặt của đệ tử Vu Thần Môn biến sắc, hắn không ngờ rằng tiểu cô nương 16, 17 tuổi này, thực lực còn mạnh hơn hắn. Bước chân của người đàn ông loạng choạng lùi về phía sau. Sư đệ, ta tới giúp ngươi. Một đệ tử khác của Vu Thần Môn xông lên, hai người hợp lực đối phó với Mạc Vô Ưu. Trong trận chiến giữa Tống Khánh Hạc và Tống Thu, hai bên xem ra ngang tài ngang sức. Sau mười mấy hiệp đấu, cả hai bên đều bị thương. Tuy nhiên, Tống Thu ngày càng quen thuộc với Kỳ Lân Bộ Pháp, đem Kỳ Lân Bộ Pháp dung hợp với phiên bản mới của Tinh Anh Thập Tam Quyền. Dần dần, Tống Thu đã chiếm cứ thượng phong. Ta chỉ là một cái bao cỏ sao? Tống Thu một chiêu đem Tống Khánh Hạc đẩy lui, người ngay cả bao cỏ cũng không bằng. Tống Khánh Hạc vẻ mặt dữ tợn, không ngừng điều khiển độc vật xung quanh mà lao tới, hướng về phía Tống Thu, nhưng, dưới tác dụng của khu linh phù, không một con độc vật nào dám đến gần Tống Thu. Vu Tân cau mày khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, ba đồ đệ của Vu Thần Môn hợp lực, vậy mà không đánh lại hai tên thiếu niên thiếu nữ 16-17 tuổi. Một trong hai còn không phải người trong cổ võ. Vu Tân ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhưng hắn vẫn không thể cảm nhận được sự tồn tại của Sở Trần. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Tống Thu, đi lên giúp Khánh Hạc một chút. Vu Tân phân phó một đệ tử ở bên cạnh, tên đệ tử nghe lệnh xông lên, hợp lực đối phó với Tống Thu. Thực lực Tống Thu không đủ để đối phó với hai người bọn họ, áp lực đột nhiên tăng lên. Cậu liên tiếp rút lui. Nhìn thấy cảnh này, đám sát thủ bên kia ngay lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Mục tiêu tối nay của chúng là Sở Trần. Tống Thu gặp nguy hiểm, đồng nghĩa với việc Sở Trần sẽ lộ diện. Ánh sáng lạnh lẽo của dao găm chập chờn trong đêm, Tống Thu lại một lần nữa bước lui. Vẻ mặt của Tống Khánh Hạc rất dữ tợn, đằng đằng sát khí, đột nhiên, một con dao sắc bén từ trong tay áo hắn bay ra, đâm về phía Tống Thu. Dưới tình thế cấp bách, Tống Thu hướng phía sau lộn một vòng. Tống Khánh Hạc cùng hai người sải bước tới gần, tìm khu linh phù trên người hắn. Vẻ mặt của Tống Khánh Hạc ảm đạm và lạnh lùng, hắn muốn tận mắt chứng kiến cảnh thân thể Tống Thu bò đầy độc vật. Đồng thời, bốn phương tám hướng, từng loại độc vật bò quanh Tống Thu. Khi Tống Thu một lần nữa lùi lại, bước chân loạng choạng, túi thơm trên người đột nhiên rơi xuống đất. Sắc mặt Tống Thu lập tức thay đổi rõ rệt, toàn thân nổi da gà, kịch liệt run rẩy. Đồng tử trợn to đến cực điểm. Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân lan tỏa ra toàn thân. Nếu không có túi thơm này bảo vệ cơ thể, cậu sẽ không có cách nào để đối phó với những độc vật xung quanh mình. Hai mắt Tống Thu tỏ ra vô cùng kinh hãi, cậu bỗng nhiên chạy đi, nhưng Tống Khánh Hạc căn bản không cho Tống Thu cơ hội này. Oanh, Tống Thu lại một lần nữa bị đánh lui, ngã xuống đất. Đi chết đi, Tống Khánh Hạc cười gằn, thao túng độc vật. Trong nháy mắt, độc vật xung quanh Tống Thu điên cuồng lao về phía cậu. Trong mắt Tống Khánh Hạc lộ ra vẻ chờ mong, nghìn cân treo sợi tóc, Tống Thu trợn to mắt, nắm chặt nắm đấm, hoảng sợ tới cực điểm. Khi chúng chuẩn bị đến gần Tống Thu, hai đạo linh phù bất ngờ bay ra, phát nổ trên không. Linh phù sau khi nổ tạo thành hai ngọn lửa màu lục lam, trông vô cùng chói mắt. Đám rắn độc đúng lúc lao về phía ngọn lửa màu xanh, liền trực tiếp rơi xuống đất. Lúc này sau lưng Tống Thu đổ đầy mồ hôi lạnh, bất giác nhìn lại. Một bóng người chậm rãi bước ra. Anh rể, Tống Thu thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù biết Sở Trần đang ở sau lưng mình, nhưng lúc đó Tống Thu sợ tới mức hồn phi phách tán. Nhưng bây giờ sau khi nhìn thấy thủ đoạn của Sở Trần, đôi mắt của Tống Thu sáng lên. Hai đạo linh phù, ánh lửa lóa mắt, trong nháy mắt liền đem những con rắn độc kia thiêu chết. Chẳng trách anh rể lại yên tâm rằng để mình và Mạc Vô Ưu ra tay trước. Anh rể có đầy đủ tự tin có thể cứu Minh lúc nguy hiểm.
thủ đoạn của kỳ môn. Tống Thu rất kích động, cậu có một khao khát vô hạn đối với kỳ môn thần bí. Sở Trần, người rốt cuộc cũng dám đi ra. Tống Khánh Hạc ánh mắt tàn nhẫn, phẫn uất nhìn chằm chằm Sở Trần. Nếu không phải tên cô ra ở rể Sở Trần này, cả nhà Tống Thiên Dương đã sớm bị tiêu diệt hoàn toàn từ lâu rồi. Chính Sở Trần đã hết lần này đến lần khác phá hủy những việc tốt của họ. Siêu, 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 đám sát thủ vốn đang đứng ở một bên không có động tĩnh gì, lúc này đột nhiên ra tay. Mục tiêu, Sở Trần. Hơn chục tên sát thủ trầu trực, bốn phương tám hướng giết tới, ánh mắt của chúng dâng lên đầy sát khí. Tống Thu biến sắc, đệ tử của Vu Thần Môn đã đủ khó để đối phó, giờ lại thêm đám sát thủ này, không thể chờ đợi liền ra tay giết người. Anh rể cẩn thận, Tống Thu kêu lên, Sở Trần ngẩng đầu, hồi lâu, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nhìn Tống Khánh Hạc, vẫn giống như lần trước, mượn linh xà của ngươi dùng một lát. Tống Khánh Hạc sững sờ. Sở Trần đưa tay, phóng ra càn khôn bộ, thân ảnh hư ảo, lòng bàn tay một lần nữa xuất hiện một đạo linh phù. Linh phù trong tay Sở Trần lóe lên ánh sáng, đột nhiên hướng trên bầu trời bay đi. Một cảnh tượng bất ngờ xuất hiện, đám rắn độc đang bò nhúc nhích trên mặt đất cùng những con độc vật khác đang bò trên mặt đất bất ngờ lao về phía đám sát thủ đang lao tới từ mọi hướng kia. Tống Khánh Hạc kinh hoàng, đầu óc cảm giác bị đại chùy đánh trúng, hắn ta dần mất kiểm soát với linh xà của mình. Lúc trước, Hắc Phù Linh Xà đột nhiên cắn Diệp Thiếu Hoàng, cũng là do Sở Trần thủ bút. Tống Khánh Hạc vốn nghĩ đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Không ngờ, hết thảy đều là vì Sở Trần. Ta cũng mất kiểm soát với bọ cạp độc. Xảy ra chuyện gì? Không thể nào, các đệ tử của Vu Thần Môn vô cùng kinh ngạc và sững sờ. Đó là những linh vật bảo bối mà bọn họ đã nuôi dưỡng bấy lâu nay, tại sao quyền khống chế lại đột nhiên bị Sở Trần đoạt đi? Đây là thủ đoạn gì? Vào lúc này, cơ thể của Vu Tân, không, là tấm thân thể, không kìm được đột nhiên đứng dựng lên, trợn tròn mắt nhìn Sở Trần. Từ đầu đến cuối, Vu Tân chưa từng để Sở Trần vào trong mắt. Sau khi Sở Trần đi ra, tận mắt nhìn thấy khuôn mặt non nớt của Sở Trần, Vu Tân càng thêm yên tâm, hắn vốn còn định ngồi xem trò hay. Trong mắt Vu Tân, hỏa phù xua đuổi rắn của Sở Trần không được cao minh cho lắm. Nhưng thủ đoạn chiếm quyền kiểm soát độc vật mà Sở Trần vừa thi triển ra đã khiến Vu Tân trực tiếp sửng sốt. Thủ đoạn của kỳ môn, mỗi nhà đều có sở trường riêng. Vu Thần Môn thuộc về Hắc Phu Nhất Phái. Thực lực của Hắc Phu Nhất Phái phụ thuộc phần lớn vào độc vật mà họ toàn tâm toàn ý tỉ mỉ bồi dưỡng, có độc vật hỗ trợ thì mới phát huy toàn lực của bản thân. Độc vật mà bọn họ dày công nuôi nấng lại dễ dàng bị người khác khống chế. Điều này đối với Hắc Phu Nhất Phái, ý vị thế nào? Phảng phất có một bàn tay đã nắm lấy cổ họng của Hắc Phu Nhất Phái. Cảm giác này thực sự không thoải mái. Đôi mắt của Vu Tân đã dán chặt vào hắn ta. Hắn muốn nhìn rõ Sở Trần đã dùng thủ đoạn gì để khống chế độc vật của những đệ tử Vu Thần Môn này. Mượn rắn giết người, độc vật nhào về hướng sát thủ. Trước khi đám người Sở Trần xuất hiện, những sát thủ này đã lĩnh giáo qua sự đáng sợ của đám độc vật, trông thấy những độc vật này bay tới, thân sắc của đông đảo sát thủ vô ý thức toát ra kiêng kỵ. Có điều, chúng cũng không có dừng lại bước tiến của mình, chùy thủ lợi khí trong tay chém về phía độc vật. Có người vội vàng không kịp chuẩn bị một đầu độc trùng cắn cổ, phát ra hét thảm một tiếng. Tiểu Thu, Phổ Yêu hãy học hỏi kinh nghiệm thực chiến, điều này rất quan trọng đối với hai đứa. Sở Trần chưa bao giờ nghĩ rằng với những độc vật này, hắn có thể ngăn cản tốc độ của đám sát thủ. Đồng tử của Tống Thu mở to đến cực điểm, đám sát thủ thông thạo việc giết người, tay cầm vũ khí sắc bén. Chẳng khác gì đoạt mệnh u hồn, theo suy nghĩ của Tống Thu, dưới đao của bọn họ, chính là địa ngục hoàng tuyền lộ. Nhưng Sở Trần vậy mà lao về phía trước, dao găm trong tay tên sát thủ gần nhất đâm vào giữa hai lông mày Sở Trần. Trong chớp mắt, Sở Trần dùng tay không đánh vào dao sắc, cổ tay đối phương tê dại, dao găm trong tay đã rơi vào tay Sở Trần. Gần như đồng thời, cổ tay hắn chuyển đến cơn đau nhói, mắt liền tối sầm lại, hôn mê đi. Sở Trần động tác không dừng lại. Con dao găm hắn cướp được còn không có dùng đến. Thân ảnh như gió, trong nháy mắt, một sát thủ khác bị đánh ngã, đồng thời dao găm của đối phương lại rơi vào trong tay Sở Trần. Như đi vào chỗ không người, nhìn thấy cảnh này, Tống Thu không khỏi choáng váng. Đây đều là sát thủ thành thạo việc giết người, hiện tại so ra, Sở Trần còn thành thạo việc chém giết hơn. Trước mặt Sở Trần, những sát thủ này hoàn toàn vô lực. Anh rể mới là sát thủ chi vương. Tống Thu sửng sốt. Trong nháy mắt, hơn chục sát thủ đều bị Sở Trần đánh ngã xuống đất.
trong tay Sở Trần vừa vặn cầm hơn chục con dao găm. Đây mới thực sự là thực chiến. Sở Trần phất tay lên, hơn chục con dao găm cắm trên mặt đất, sau đó hắn liếc mắt nhìn đám sát thủ xung quanh, với thực lực của các ngươi, e rằng không có năng lực để nhận đơn giết người này đâu, vậy nên, hãy trở về đi. Sở Trần ngược lại không có đuổi tận giết tuyệt, đây chỉ là một đám sát thủ không có bất cứ quan hệ gì với hắn, không có nửa điểm uy hiếp đối với hắn. Hơn chục tên sát thủ thất kinh nhìn nhau, không do dự nhiều, trong nháy mắt bọn chúng liền biến mất ở trước mặt Sở Trần. Lúc này, Tống Khánh Hạc mới giật mình phản ứng lại. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không thể hiểu được tại sao độc vật mà hắn tỉ mỉ cẩn thận nuôi dưỡng lại nghe theo lời của Sở Trần. Bí mật này, không chỉ là Vu Thần Môn, thậm chí toàn bộ Hắc Vu nhất phái, đều muốn biết. Tống Khánh Hạc, các ngươi đã rời khỏi Thiền Thành rồi, không nên quay lại làm gì. Sở Trần đi về phía Tống Khánh Hạc, đám sát thủ đêm nay đã được giải quyết xong, tiếp theo, chính là ân oán với Vu Thần Môn. Tống Khánh Hạc sẽ không bỏ qua cho Tống gia, vậy thì, đánh cho hắn ngoan ngoãn mới thôi. Sở Trần một người, đối mặt với các đệ tử của Vu Thần Môn. Thủ đoạn ra hết, nếu không có sự chuẩn bị trước, các đệ tử của Vu Thần Môn muốn thi triển những thủ đoạn kỳ môn khác, thực sự quá khó. Hơn nữa, các thủ đoạn của Vu Thần Môn phụ thuộc rất nhiều vào độc vật, nhưng sau khi độc vật của bọn họ bị Sở Trần kiểm soát hoàn toàn, điều này tương đương với việc bị phế bỏ một cánh tay của bản thân. Bọn họ hoàn toàn không còn là đối thủ của Sở Trần. So với đám sát thủ vừa rồi, Sở Trần sẽ không nương tay với những đệ tử Vu Thần Môn này. Theo suy nghĩ của Sở Trần, đám sát thủ là những kẻ lấy tiền tài, trừ tai họa cho người, nhưng Vu Thần Môn thì khác, chúng đến đây đặc biệt để tiêu diệt Tống gia. Chỉ trong nháy mắt, ba đệ tử Vu Thần Môn ngã xuống đất không dậy nổi, trên người đốt xương đứt gãy, nằm co trên đất, kêu gào đau đớn. A, Tống Khánh Hạc cũng hét thảm một tiếng. Một cánh tay của hắn trực tiếp bị Sở Trần phế bỏ, nếu như không phải đúng lúc đệ tử Vu Thần Môn ở bên cạnh ra tay chặn Sở Trần, Tống Khánh Hạc có lẽ sẽ trực tiếp ngã xuống đất. Hắn ta loạng choạng, sợ hãi lùi về phía sau một khoảng, đi đến bên cạnh Vu Tân, Tống Khánh Hạc trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, hắn chịu đựng cơn đau dữ dội từ cánh tay, giọng nói run run, trưởng lão, mấy người chúng ta không phải là đối thủ của Sở Trần. Trong đám người Vu Thần Môn, chỉ có hai người chưa xuất thủ. Vu Tân cùng sư đệ của hắn, Tô Uy. Lúc này, Tô Uy trong mắt lóe lên chiến ý, hắn ta chủ động bước ra ngoài, Tân sư huynh, giao cho đệ đi. Vu Tân gật đầu, Sở Trần tuy còn trẻ, nhưng kinh nghiệm thực chiến phong phú, ngoài ra, hãy cẩn thận những độc vật sẽ bị hắn ta khống chế. Hắn chưa hẳn đã khống chế được, Tô Uy thần sắc tự tin, trầm giọng nói, những đồng bạn trên người ta, đều đã được tẩm bổ hơn 10 năm, cũng đều đã từng ăn máu tươi của ta. Ta cùng bọn chúng có mối liên thông, sẽ không dễ dàng bị chặt đứt như vậy. Lúc này, đệ tử Vu Thần Môn cuối cùng đã ngã xuống dưới chân Sở Trần. So với Sở Trần, thế hệ trẻ của Vu Thần Môn còn kém quá xa. Tống Thu sững sờ nhìn Sở Trần. Tuy rằng trong lòng cậu hết lần này tới lần khác đặt địa vị của Sở Trần rất cao, nhưng tất cả những gì diễn ra đều ngoài dự liệu của Tống Thu, Sở Trần đã hạ rất nhiều sát thủ và đệ tử Vu Thần Môn một cách dễ dàng. Đặc biệt, Sở Trần mỗi lần xuất chiêu đều vô cùng dứt khoát, đánh thẳng vào yếu điểm, cho dù bị bao vây, hắn cũng vô cùng chuẩn xác, không có chút lưu tình nào. Đây là những gì Sở Trần đã nói, kinh nghiệm thực chiến. Tống Thu không thể tin được, bởi vì cậu quen biết Sở Trần đã 5 năm. 5 năm qua, Sở Trần đóng vai kẻ ngốc, thậm chí rất ít khi bước ra khỏi Tống gia. Kinh nghiệm thực chiến của anh ta đã được tích lũy từ trước 5 năm trước. Sở Trần lúc đó mới bao nhiêu tuổi? Tống Thu ngơ ngác nhìn Sở Trần. Một lúc lâu sau, cậu đột nhiên hét lên, anh rể châu bò. Hét đến vỡ giọng, Mạc Vô Ưu cũng sững sờ. Tại thời điểm Sở Trần đặc huấn cho cô, mặc dù cô biết Sở Trần có kinh nghiệm thực chiến mạnh mẽ, nhưng khi cô thực sự tận mắt chứng kiến Sở Trần, anh ta quét sạch đám sát thủ và đệ tử của Vu Thần Môn với vẻ nhẹ nhõm lưu loát, tiêu sái tự nhiên. Mạc Vô Ưu có cảm giác rằng Sở Trần đang dạy học trong tinh anh quyền quán, không chút bị ít sức, thật khó mà tưởng tượng được. Đối thủ đêm nay đều không phải là người thường. Đối với Mạc Vô Ưu, căn biệt thự tối nay giống như đầm rồng hang hổ. Nhưng với riêng Sở Trần, anh ta bất khả chiến bại. Giờ phút này, cho dù đối mặt với trưởng lão và đám đệ tử của Vu Thần Môn, một người đàn ông trung niên trông đã ngoài 40, Mạc Vô Ưu vẫn có lòng tin tuyệt đối với Sở Trần. Sở Trần, cố lên! Mạc Vô Ưu vung nắm đấm. Tống Thu hai mắt sáng ngời, hưng phấn nhìn Sở Trần, cậu muốn ôm chặt đùi anh rể.
đời này nhất định phải đi vào con đường cổ võ. Tô Uy ung dung đi tới trước mặt Sở Trần, vẻ mặt bình tĩnh, lãnh đạm nói, thực lực của ngươi, trong thế hệ trẻ của kỳ môn, thật sự không có đối thủ, nhưng điều này dường như không thể để ngươi ảo giác mình thiên hạ vô địch. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có biết thế giới kỳ môn rộng lớn bao nhiêu không? Sở Trần nhìn Tô Uy từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, xác nhận AIA4A1D. Nếu một người chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài thì thực sự không thể biết được người đó có bị bệnh tâm thần hay không. Cái ví dụ trước mắt này là một trong số đó. Ý tứ của các hạ, có phải là muốn ta cảm nhận sự tàn khốc thực sự của kỳ môn sao? Sở Trần nói, thất tuyệt trùng trận, Tô Uy vung tay lên, trong nháy mắt, có đống bò sát xuất hiện ở quanh chân Sở Trần, dày đặc bò về phía Sở Trần. Cùng lúc đó, có đám côn trùng bay ào ào từ bốn phương tám hướng tới. Tô Uy có lòng tin tuyệt đối rằng Sở Trần không thể kiểm soát côn trùng độc của mình. Khoảnh khắc con côn trùng độc bay tới, Sở Trần khẽ lật cổ tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một tờ linh phù khác. Lấy thuật lực lượng, linh phù nổi lên, âm dương đẩy ngược, tay đạp cửu cung. Kỳ môn thuật, họa địa vi lao. Sở Trần đã từng dùng tay không mượn lực lượng linh phù, khống chế linh xà của Tống Khánh Hạc, tối nay hắn muốn dùng họa địa vi lao để vây khốn những con côn trùng độc trước mặt này. Họa địa vi lao, Mạc Vô Ưu kêu lên, nhìn Sở Trần với ánh mắt hoài nghi, vậy mà thi triển họa địa vi lao dễ như trở bàn tay. Người trong kỳ môn, ít nhiều đều hiểu về kỳ thuật. Tuy nhiên, muốn bố trí cũng không phải là điều dễ dàng. Mạc Vô Ưu đã từng nhìn thấy Ninh Nguyên Thủy bố trí qua họa địa vi thuật, nhưng Ninh Nguyên Thủy phải thông qua 10 cái linh phù trái phải phối hợp với nhau cùng lúc phát lực, mới đem họa địa vi lao thành công phát huy ra. Trái lại vừa rồi. Sở Trần nước chảy mây trôi, sử dụng một tờ linh phù, hoàn thành chỉ trong một lần. Tống Thu không hiểu được kỳ môn thuật, nhưng cậu thấy dưới sự tấn công của làn sóng côn trùng bay tới này, sau khi Sở Trần đột nhiên lách người né tránh, đám côn trùng độc này dường như đã lạc mất phương hướng, trong một vòng mù mịt không ngừng quay vào trong. Thủ đoạn của anh rể, thật thần kỳ. Tống Thu cảm thán, mặt Tô Uy biến sắc. Hiển nhiên, Tô Uy không ngờ rằng mặc dù Sở Trần không thể khống chế côn trùng độc của mình, nhưng hắn lại có thể phá vỡ đội hình côn trùng của mình bằng một chiêu, họa địa vi lao. Nói đến, họa địa vi lao của Sở Trần là kỳ môn thuật thuần túy. Sở Trần như muốn đánh thẳng vào mặt hắn, cho hắn thấy thế giới kỳ môn thực sự. Tô Uy lùi lại hai bước, Sở Trần đã hướng phía hắn đi tới. Tô Uy ánh mắt chợt lóe hung quang, cho dù ta không có côn trùng độc giúp đỡ, ngươi cũng không thể đánh bại được ta. Tô Uy đột nhiên chủ động tấn công, song long xuất hải, đôi quyền tung ra. Kinh lực bá đạo tập trung trên đó, trực tiếp đánh tới mệnh môn của Sở Trần. Sở Trần vung tay lên, trực tiếp bắt lấy song quyền của Tô Uy, dùng sức hất lên, khi thân thể Tô Uy đột nhiên nghiêng về phía trước, vai Sở Trần lại trở thành vũ khí lợi hại nện vào trán Tô Uy. Tô Uy hét lên, đến lúc lùi lại thì quá muộn, chân của Sở Trần nâng theo đá tới. Tô Uy bay ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất. Tô Uy, Phu Tân giật mình, lại lần nữa đứng lên. Không ai có thể ngờ rằng Sở Trần lại phá vỡ trận pháp côn trùng độc chỉ bằng một chiêu, đồng thời đánh lui Tô Uy cũng chỉ với một chiêu. Ta không sao, Tô Uy khóe miệng đã tràn ra máu, lúc này mới chậm rãi đứng lên, từ trong lòng bàn tay móc ra một con dao găm cực kỳ sắc bén, lóe ra hàn sắc tử quang, ý vị con dao đã được bôi thuốc độc. Tô Uy nhìn Sở Trần với ánh mắt tràn đầy sát ý. Cú đánh vào mặt của Sở Trần đến quá nhanh, một điểm chuẩn bị hắn cũng không có. Sở Trần này thật sự quá đáng hận, hắn nhất định phải chết. Đã không có cách nào khiến Sở Trần kiến thức một chút thế giới kỳ môn, vậy thì hãy để hắn ta rời khỏi thế giới này. Tô Uy lao về phía trước một cách mạnh mẽ, con dao găm trong tay sắc bén đến đáng sợ. Tia sáng kia xẹt qua, Tống Thu và Mạc Vô Ưu đồng thời cảm thấy rùng mình, lo lắng nhìn Sở Trần. Mặc dù hôm nay Sở Trần đã thể hiện thực lực vượt xa tưởng tượng của bọn họ, nhưng thực lực của người đàn ông trung niên này hiển nhiên không hề yếu. Con dao găm lao tới này, nó đã vượt qua những tông sư đã thách đấu Sở Trần trong tinh anh quyền quán. Điều đáng sợ là con dao găm này đã được tẩm thuốc độc. Đây là một con dao giết người, cuộc đấu tranh sinh tử. Tô Uy sắc mặt gớm ghiếc, dùng dao găm thi triển đao pháp, tử sắc quang mang biến ảo khó lường. Một hơi thi triển mười mấy chiêu, Sở Trần liên tiếp lui lại. Sư thúc, giết hắn đi. Tống Khánh Hạc nắm chặt tay, rất mong chờ. Hắn ý thức rất rõ về độc dược của sư thúc mình. Chỉ cần dao găm cắt qua da thịt Sở Trần, nhất định sẽ lấy được tính mạng hắn. Dưới con mắt của mọi người, Sở Trần đột nhiên phản kích,
Sải bước gọn gàng, hắn nhanh chóng nắm lấy mạch tay của Tô Uy. Một cơn đau nhói ập đến, con dao găm trong tay Tô Uy rơi vào tay Sở Trần. Sở Trần khẽ vạch dao một cái, Tô Uy kinh hãi, linh hồn suýt nữa thoát xác. Ba ba ba, ngay khi Sở Trần vung tay lên, vài cái tát đã giáng vào người Tô Uy. Tô Uy hoàn toàn choáng váng. Sở Trần liên tiếp tung mấy cước lên người hắn. Oanh, lần này, thân thể Tô Uy nặng nề rơi xuống, tiếng xương cốt đứt gãy có thể nghe thấy rõ ràng. Kèm theo đó là tiếng la hét như tiếng mổ heo vô cùng thê thảm. Phu Tân giật mình và hét lên, Tô Uy, Tô Uy, Tô Uy. Phu Tân vội vàng chạy đến. Sở Trần cầm lấy con dao găm tẩm độc, xoay tròn trong lòng bàn tay, đột nhiên bắn ra. Con dao bay về hướng Tô Uy trông thấy, sắc mặt tái nhợt, đúng quần dọa đến ướt đẫm, hai mắt tối sầm, liền ngất đi. Keng, con dao găm đáp xuống mặt đất cạnh đầu Tô Uy, chỉ cách đầu Tô Uy có mấy tấc. Chậc chậc, vậy mà còn thiếu một chút. Sở Trần cảm thán một tiếng, liếc nhìn bàn tay của mình, ngẫm lại, tuyệt kỹ tiểu sở phi đao vẫn cần phải cải thiện nhiều. Một trận thắng gọn gàng mà linh hoạt. Đám người Vu Thần Môn trước khi khai chiến tuyên bố muốn cho Sở Trần mở ra thế giới kỳ môn, cuối cùng lại bị Sở Trần dạy cho bài học sinh động trên mặt đất. Cuối cùng, sợ đến tè ra quần và hôn mê, có lẽ là vì hắn ta không muốn tỉnh dậy để đối mặt với tất cả những điều này. Tống Thu Hồi lâu vẫn không có tỉnh táo lại, không thể tin được Sở Trần lại mạnh như vậy. Mạc Vô Ưu trong lúc hưng phấn cũng có cảm giác về khoảng cách thực lực, từ nhỏ đến lúc trưởng thành, cô được xưng là kỳ môn thiên tài. Nhưng ở trước mặt Sở Trần, đơn giản là không thể so sánh. Ta thật khiếp sợ, đó sao có thể là thực lực của anh rể. Tống Thu từ từ lấy lại tinh thần, nhìn về phía Vu Tân, trưởng lão của Vu Thần Môn, không tin nói, vị trưởng lão này hẳn là có thù với người nằm trên mặt đất, vậy mà ở một bên xem chiến, còn cổ vũ. Mạc Vô Ưu vẻ mặt khó hiểu nhìn Tống Thu. Tống Thu nói, vừa rồi cô không nghe thấy sao. Ông ta liên tục gọi tỏ, tô. Mạc Vô Ưu định nói gì đó, nhưng giọng Vu Tân hét lên đầy bi phẫn và tức giận, Tô Uy. Mạc Vô Ưu trợn mắt há mồm, Tống Khánh Hạc ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Sở Trần. Tên đần ở rể nhà Tống Thiên Dương, Tống Khánh Hạc lúc trước còn không ít lần bắt nạt, nghĩ không ra, tất cả mọi người đều đã nhìn lầm, hắn hôm nay bày ra thực lực, khiến Tống Khánh Hạc thậm chí cảm thấy, Vu Tân trưởng lão cũng chưa chắc có thể chiến thắng được Sở Trần. Trong lòng Tống Khánh Hạc ớn lạnh. Vốn tưởng rằng Vu Tân trưởng lão dẫn đội xuất thủ, tìm Sở Trần cùng Tống ra trả thù, hắn nhất định có thể báo thù việc bị đuổi ra khỏi gia tộc. Tống Khánh Hạc đột nhiên cảm thấy, hắn đem thế giới này tưởng tượng có chút hơi quá đẹp. Tống Khánh Hạc muốn xoay người bỏ chạy, hắn cố nén bản năng hai chân đang xúc động. Trong hoàn cảnh này, hắn cơ bản không thể rời đi. Một khi hắn chạy trốn, người nhà hắn vẫn đang ở Vu Thần Môn, không biết sẽ phải chịu đựng sự tra tấn như thế nào. Niềm hy vọng cuối cùng của Tống Khánh Hạc đã được đặt vào Vu Tân. Vu trưởng lão, Sở Trần, liền nhờ cậy ngài. Giọng nói Tống Khánh Hạc run run. Lúc này, ánh mắt của Vu Tân chứa đựng lửa giận, ông ta nhìn chằm chằm vào Sở Trần. Từng bước một tới gần, Sở Trần vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn về phía Vu Tân, mấy năm nay xem ra Vu Thần Môn không có nhiều tiến bộ. Vu Tân nhẹ giọng nói, Vu Thần Môn trưởng lão, Vu Tân. Hắn muốn chờ phản ứng của Sở Trần. Đêm nay, Sở Trần đã thể hiện trình độ nắm giữ kỳ môn thuật của mình, điều này thực sự đáng kinh ngạc. Sở Trần đến tột cùng đến từ môn phái nào? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hồi lâu, Sở Trần đáp, tam cô gia của Tống gia, Sở Trần. Sở Trần khá hài lòng với thân phận của mình. Vẻ mặt của Vu Tân trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Sở Trần. Đột nhiên, Vu Tân lấy trong tay ra một vài tiểu hình nhân, mỗi tiểu hình nhân đều có vẽ các ký tự ngày tháng sinh trên đó. Hắc Phu tiểu nhân thuật, lên, đúng lúc này, mấy đệ tử Vu Thần Môn, bao gồm cả Tống Khánh Hạc, đột nhiên mất kiểm soát lao về phía Sở Trần. Khuôn mặt của Tống Khánh Hạc đại biến, hắn nhìn vào tiểu hình nhân trong tay Vu Tân. Vu Tân trưởng lão muốn dùng bọn họ để chống lại Sở Trần. Mỗi một người khi gia nhập Vu Thần Môn đều phải tự nguyện dâng lên ngày tháng sinh của họ, sẵn sàng tình nguyện làm tiểu hình nhân của Vu Thần Môn. Dưới tình huống bình thường, các trưởng lão của Vu Thần Môn sẽ không sử dụng phương pháp này để chiến đấu với kẻ thù, trừ khi đánh không lại. Đám người Tống Khánh Hạc hướng phía Sở Trần phóng đi, so sánh lúc bọn hắn chủ động công kích, lúc này mấy người đồng thời được Vu Tân trưởng lão khống chế, phối hợp lại tinh diệu hơn rất nhiều, mà lại, chủ yếu vẫn là, mỗi một kẻ đều như tử sĩ, cho dù là bỏ mạng cũng phải đánh Sở Trần một quyền một cước,
làm tất cả để khiến Sở Trần bị một chút tổn thương. Sở Trần lúc đầu thực sự không quen, hắn lùi lại một chút. Tống Thu suýt chút nữa xông lên đỡ Sở Trần, nhưng lại bị Mạc Vô Ưu trực tiếp ngăn lại, đồng thời nói thật lòng, nếu bây giờ anh đi qua chỉ gây thêm phiền phức cho Sở Trần. Thân ảnh Sở Trần xẹt qua một bên, đồng thời đột ngột phản kích, tìm sơ hở giữa đám người, ra tay trực tiếp đánh một người trong số họ rơi xuống đất. Thân ảnh quỷ mị, phá hắc phu tiểu nhân thuật của Vu Tân. Các đệ tử của Vu Thần Môn từng người một ngã xuống đất. Ánh mắt Vu Tân trở nên lạnh lẽo, trong lòng lóe lên một tia tàn nhẫn, hắn thao túng Tống Khánh Hạc, đột nhiên nhặt lên con dao găm trên mặt đất, liều mạng lao về phía Sở Trần. Không, đôi mắt Tống Khánh Hạc lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vu Tân trưởng lão định sử dụng hắn như một con dao, đồng vu quy tận. Bùm, đối mặt với loại đấu pháp liều mạng này, Sở Trần thật cũng không sợ, dù sao thực lực của hắn cao hơn Tống Khánh Hạc rất nhiều. Mỗi lần Tống Khánh Hạc lao tới đều bị Sở Trần đánh ngã xuống đất. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, Vu Tân vẻ mặt tàn nhẫn, chỉ huy Tống Khánh Hạc hết lần này đến lần khác. Khi Tống Khánh Hạc bị đá và lao về phía Sở Trần một lần nữa, khuôn mặt của Vu Tân chợt lóe lên vẻ tàn khốc. Bốn phương tám hướng, độc vật đột ngột xuất hiện, lấy rắn độc làm chủ, phun ra nọc độc. Đừng, Tống Khánh Hạc hoàn toàn tuyệt vọng, chu vi mà nọc rắn độc tấn công không chỉ là Sở Trần. Tính cả phạm vi của hắn, tất cả đều nằm trong chu vi bị tấn công. Vu Tân muốn Tống Khánh Hạc và Sở Trần đồng quy vu tận. Ngàn cân treo sợi tóc, thân thể Sở Trần nhảy dựng lên cao, tránh được đợt công kích này, khi quay đầu nhìn lại, Tống Khánh Hạc đã ngã xuống đất. Co giật vài cái liền không còn khí tức gì nữa. Thật là tàn nhẫn, Tống Thu không khỏi rùng mình, nhìn thi thể Tống Khánh Hạc, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Mặc dù Tống Khánh Hạc muốn giết cậu nhiều lần, nhưng Tống Thu chưa bao giờ nghĩ đến việc giết Tống Khánh Hạc. Trong lòng Tống Thu, tối đa cũng chỉ là muốn dạy cho Tống Khánh Hạc một bài học sâu sắc. Không ngờ, giờ đây cậu lại nhìn thấy Tống Khánh Hạc chết thảm trước mặt mình. Tất cả đều là do hắn lựa chọn. Mạc Phổ Yêu than nhẹ một tiếng. Nghe đồng hắc phu nhất phái thủ đoạn ác độc, mất hết nhân tính, đêm nay ta đã được kiến thức một chút. Sở Trần nhìn về phía Vu Tân, ngay cả người mình cũng có thể mắt liền giết chết không chút chớp mắt, thật không hổ là tác phong của Vu Thần Môn. Tống Khánh Hạc vĩnh viễn là đệ tử của Vu Thần Môn, lão phu vì hắn cảm thấy tự hào. Vu Tân nhẹ nhàng nói, hắn là bởi vì ngươi mà chết, ngươi chính là thủ phạm hại chết Tống Khánh Hạc, Vu Thần Môn nhất định sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để báo thù cho Tống Khánh Hạc. Nghe đến đây, Tống Thu trợn to hai mắt, ta. Ích, xem ra, không biết xấu hổ mới là tuyệt học của Vu Thần Môn. Mạc Phổ Yêu cảm thán, trong khi nói, Vu Tân đã chủ động tấn công Sở Trần. Thân là trưởng lão của Vu Thần Môn, thực lực của Vu Tân quả thực vượt trội hơn rất nhiều so với đám người vừa đối phó với Sở Trần. Về phần những đệ tử còn lại của Vu Thần Môn, vào lúc này bọn họ đều đã ngất đi. Mặc kệ thật giả, dù sao cũng là hôn mê. Không ai dám nếm thử những gì đã xảy ra với Tống Khánh Hạc. Sở Trần huy quyền, vừa định chọi cứng với quyền của Vu Tân. Đột nhiên, từ ống tay áo của Vu Tân, hai đạo ngân quang, phá không mà ra. Hai đầu rắn độc ngân sắc, mức độ độc tính của nó, ngay cả đối với một cường giả trẻ tuổi như Sở Trần, Vu Tân tự tin, hắn ta chắc chắn không có thời gian để chống lại, cuối cùng hắn phải chết không nghi ngờ gì. Đây là độc dược tiếp xúc vào máu là chết. Hai đầu rắn độc ngân sắc này là do Vu Tân tình cờ bắt được trong núi sâu, một mực dốc lòng bồi dưỡng tỉ mỉ, trở thành một đại sát khí trong tay Vu Tân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 14.